Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 4. Chuyện này đối với người bình thường là rất khó nhưng đối với anh mà nói thì lại rất dễ dàng. Mã Sơn và Trần Văn Học nhanh chóng quay lại. Tiếng chuông thánh thót trên sàn đấu vang lên, trận chọi chó đã bắt đầu. Hai con chó được thả lên sàn, nhanh chóng xông vào cắn nhau trước sự thúc giục của chủ nhân. Cuộc đấu kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, con chó vàng đã cắn chết con chó còn lại và cuộc đấu kết thúc. Mã Sơn vui mừng đứng dậy. 200.000 đấy, chơi một trận đã thắng 200.000. Trên mặt Trần Văn Học thoáng qua biểu cảm không thể tin được. Cậu Lý, rốt cuộc làm sao mà anh nhìn ra được vậy? Tôi thật sự nghi ngờ có người đã nói cho anh biết trước. Hoàng Tam nửa chừng quay lại, không hiểu chuyện gì, hỏi ra thì mới biết Mã Sơn vừa mới thắng cược 200.000. Anh ta cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ Lý Dục Thần vừa ra tay là đã thắng được 200.000 rồi. Chuyện này càng làm anh ta tin rằng hôm nay mình đã tìm về được một cái cây dụng tiền. Không thể nào biết trước được, Hoàng Tam vô cùng tự tin nói, không ai dám gian lận ở đây, không kẻ nào gian lận mà có thể toàn vẹn ra khỏi đây được. Mã Sơn đi đổi tiền, 200.000 thành 400.000, túi tiền cũng trở nên căng phồng, sự tự tin cũng tràn đầy. Hoàng Tam, anh được không đấy, có thể đưa chúng tôi vào trong chơi không? Không được thì dẹp đi. Hoàng Tam nói, đi thôi, không dắt hai người đi thì tôi quay lại làm gì? Có điều, cho tôi nói thêm vài câu, vào trong thì ít nhất phải có 1 triệu tiền vốn mới vào được. Đương nhiên, thân phận như cậu Lý đây thì 1 triệu chỉ là chuyện nhỏ, lát nữa khi kiểm tra vốn, cứ quẹt thẻ là được rồi. Sự tự tin của Mã Sơn lúc nãy lập tức biến mất, anh ta nhìn sang Lý Dục Thần, chớp mắt, nói, này, cậu Lý, hay chúng ta ở bên ngoài chơi chút đã? Hai người họ đào đâu ra thẻ ngân hàng, chỉ có mỗi 400.000 tiền mặt đó thôi. Theo mức cược lớn nhất ở đây là 200.000, hai người họ chia nhau ra cược, chỉ cần thắng thêm 2 ván nữa là được rồi. Lý Dục Thần ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy chỉ còn phương án đó nên anh đang nghĩ cách làm sao để ứng phó với Hoàng Tam. Hoàng Tam đã cảm thấy có gì đó không ổn, nói chắc không phải hai người chỉ có chút tiền này thôi đấy chứ. Mã Sơn tròn mắt địch. Cậu Lý nhà tôi mà thiếu tiền á. Chỉ là đi vội quá quên đem theo thẻ ngân hàng thôi. Không có thẻ ngân hàng thì cũng phải mang theo điện thoại chứ, Hoàng Tam nói. Mã Sơn nhất thời nghẹn họng. Lý Dục Thần nói, ngại quá, tôi quen dùng tiền mặt rồi, lần đầu tiên đến sòng bạc này, tôi không yên tâm quẹt thẻ hay dùng điện thoại. Lý do đó rất đường đường chính chính. Nhưng tiền mặt của anh cũng đâu đủ. Mã Sơn nói, không sao. Chúng tôi thắng thêm 2 ván nữa là có 1 triệu rồi. Hoàng Tam vui vẻ nói, anh chắc chắn mình có thể thắng sao? Hơn nữa, mấy ông chủ đang chơi bên trong, đợi hai người thắng xong 2 trận nữa thì chắc họ cũng tan sòng rồi. Mã Sơn ngây ra, lúc này anh ta mới phát hiện ra mình quên mất thời gian mỗi trận đều rất dài. Lúc anh ta đang bối rối thì Trần Văn Học đứng bên cạnh bỗng lên tiếng. Chỗ tôi có 400.000. Cộng thêm lúc nãy anh giúp tôi thắng 200.000 nữa, vừa hay có 600.000. Hai người cầm đi. Mấy người họ đều ngẩn ngơ. Bèo nước gặp nhau mà lại đưa cho nhau mượn 600.000 tiền mặt. Hoàng Tam hỏi, các người quen biết nhau à? Trần Văn Học nói, cậu Lý mà tôi còn không tin được sao? Lát nữa hai người ra trả lại cho tôi là được rồi. Lý Dục Thần không biết tại sao Trần Văn Học lại làm như thế, nhưng anh không có lý do gì từ chối. Hơn nữa, anh cũng chẳng sợ hãi có cạm bẫy gì trong đây đâu. Được, vậy thì cảm ơn nhé. Lý Dục Thần ra hiệu cho Mã Sơn lấy tiền. Hoàng Tam cứ tưởng cậu Lý gặp người quen nên đã đưa hai người họ ra ngoài mà không nói lời nào. Khu nhà xưởng này rất rộng, trường đấu chó vừa nãy đã được tu sửa lại từ một trong các phân xưởng. Bây giờ Hoàng Tam đang đưa họ đến một phân xưởng khác. Dọc đường phải đi qua nhiều khúc ngoặt, đi qua không ít nhà xưởng cùng kho hàng. Nếu không có người dẫn đường thì thật sự rất khó tìm. Nếu như ở bên ngoài gặp phải chuyện bất ngờ thì bên trong có thể dễ dàng sơ tán ra phía sau nếu như nhận được tin tức. Trên đường còn có không ít trạm gác ngầm, Hoàng Tam phải xưng thân phận mới được thả đi. Tòa nhà xưởng này nhỏ hơn nhiều so với bên ngoài, nhưng bên trong trang hoàng rất đẹp. Ở cửa vào còn có người kiểm tra, cho nên 2 con dao găm của Mã Sơn đã bị tịch thu. Sau đó là thẩm định vốn. Có lẽ là do Hoàng Tam, thẩm định vốn không nghiêm ngặt,
chỉ là nhìn sơ qua, không chi tiết. Bước vào trong còn có thể nhìn thấy một rào chắn vòng tròn. Bên ngoài rào chắn là hai vòng ghế sofa. Nhìn thoáng qua thì trông giống một hội nghị bàn tròn hơn. Ở đây không có nhiều người lắm, ngoại trừ nhân viên thì chỉ có 10 người khác ngồi trên ghế sofa. Lúc này, tất cả đều đang chăm chú nhìn vào hai con chó bên trong rào chắn. Hai con chó kia đang đánh nhau, mặt mũi đầy máu, thậm chí ngay cả da thịt cũng đã rớt ra. Cảnh tượng rất thê thảm nhưng không ai ngăn lại. Hoàng Tam nhỏ giọng giới thiệu với Lý Dục Thần, người ngồi ở giữa mặc áo sơ mi hoa là anh Thái, Thái Vĩ Dân. Người đàn ông béo tròn bên cạnh là ông chủ Châu đến từ Vũ Châu. Những người khác đều là đại ca ở các địa bàn xung quanh đây, hoặc những ông chủ giàu có từ nơi khác đến. Không biết là do Hoàng Tam không biết nhiều, hay là bởi vì anh ta cảm thấy những người này không quan trọng lắm, cho nên không giới thiệu với Lý Dục Thần. Tuy nhiên, chuyện làm cho Lý Dục Thần cảm thấy ngạc nhiên chính là anh lại thật sự nhìn thấy một người quen ở đây. Cũng không phải là quá thân quen, bởi vì người này anh chị mới gặp hồi chiều nay. Sáu sẹo. Cuộc chiến giữa hai con chó đã lên đến đỉnh điểm nên không ai chú ý đến mấy người Lý Dục Thần vừa bước vào. Hoàng Tam đến thì thầm vài lời với Thái Vĩ Dân. Thái Vĩ Dân chỉ xua tay, không thèm nhìn ra cửa một cái. Hoàng Tam đưa Lý Dục Thần và Mã Sơn tìm một nơi để ngồi xuống. Thời gian trôi qua, hai con chó dần có dấu hiệu phân thắng bại. Mọi người nín thở, bầu không khí có chút căng thẳng. Đặc biệt là sáu sẹo, vết sẹo trên mặt gã ta không ngừng giật giật, nhìn nét mặt của gã ta cứ như thể gã ta là thứ đang chiến đấu sau rào chắn kia vậy. Lý Dục Thần không khỏi có chút buồn cười, chó đánh nhau mà người lại căng thẳng. Sau khoảng 10 phút, một con chó cuối cùng ngã xuống đất, rên rỉ vài tiếng rồi chết. Sáu sẹo đập bàn, chửi dữ dội. Chết tiệt, chẳng được tích sự gì. Anh Thái thổi còi. Con chó chiến thắng đi khập khiễng rồi nằm dưới chân gã ta, chờ đợi phần thưởng của chủ nhân. Anh Thái lấy một miếng thịt bò từ chiếc hộp bên cạnh rồi ném cho con chó. Sáu sẹo, con chó của anh không được rồi, Ba Tần còn không thể xếp vào top 3 trong số những con chó của tôi. Thế mà ngay cả Ba Tần nó cũng không thể thắng thì làm sao có thể khiêu chiến Sa Hoàng. Mẹ kiếp, rõ ràng là sắp thắng, sao lại thua được? Sáu sẹo có vẻ không phục lắm, liếc mắt một cái liền bất ngờ nhìn thấy Lý Dục Thần. Gã ta hơi sửng sốt, sau đó tức giận chỉ vào Lý Dục Thần nói, mẹ kiếp, nói sao lại xui xẻo như vậy, tại sao thằng này lại ở đây? Mọi người nhìn sang Lý Dục Thần. Hoàng Tam sửng sốt. Vội vàng nói, người này chính là cậu Lý, hôm nay là ngày đầu tiên đến chơi, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Mẹ kiếp cậu Lý, sáu sẹo lớn tiếng mắng, thằng này chỉ là thằng bám váy đàn bà, làm bồi bàn trong nhà hàng, cậu Lý cái mẹ gì chứ? Tôi nói này anh Thái, trường đấu của anh sao càng ngày càng tồi tệ thế, ngay cả loại người này mà cũng có thể được mời vào sân như khách quý sao? Thái Vĩ Dân cau mày, Hoàng Tam, chuyện gì đây? Hoàng Tam cũng sững sờ. Nói, anh Sáu, có phải có hiểu lầm gì không? Đây thực sự là cậu Lý, con rể của nhà họ Lâm. Con rể nhà họ Lâm nào, Sáu sẹo hỏi. Ở thành phố Hòa này thì còn nhà họ Lâm nào nữa, Hoàng Tam nói. Ha ha ha, Sáu sẹo đột nhiên cười phá lên, cười đến mức nghiêng ngã con rể nhà họ Lâm. Ha ha ha, nếu như nó là con rể nhà họ Lâm thì tôi chính là tổ tâm của nhà họ Lâm. Ha ha ha. Thái Vĩ Dân đập bàn, sáu sẹo, cẩn thận với những gì mình nói đi. Sáu sẹo thu lại nụ cười, trừng mắt nói, anh Thái, đừng tưởng rằng tôi sợ anh, tôi biết anh có nhà họ Lâm chống lưng, nhưng thế thì sao chứ? Ở đây ai mà không có chống lưng? Lý Dục Thần vô cùng ngạc nhiên khi nghe nói nhà họ Lâm đứng sau anh Thái. Thế thì tại sao gã ta lại phái người bắt cóc Lâm Mộng Đình? Đồng tử của Thái Vĩ Dân hơi co lại, ánh mắt lạnh lùng nói, sáu sẹo. Hôm nay anh đến đây để chơi hay là để gây sự? Nếu như thua không chịu nổi thì đừng có ra ngoài chơi làm gì. Ông đây đến là để chơi, thua tiền cũng chẳng sao, 1-2 triệu ông đây hoàn toàn có thể trả được, nhưng ông đây không vừa mắt thứ rác rưởi. Sáu sẹo chỉ vào Lý Dục Thần nói, cái gì mà con rể nhà họ Lâm, chó chết. Mới chiều nay nó còn cùng một mụ già lừa đảo ở chỗ tôi. Thứ bám váy đàn bà, ông đây nhổ vào. Một ngụm đờm đặc bị gã ta phun mạnh xuống đất. Anh nói cái gì? Mã Sơn nổi gân xanh, chuẩn bị đứng dậy đánh nhau.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Đột nhiên từ bốn phía có mấy người mặc đồ đen đi ra, trên tay mỗi người đều cầm một cây nỏ, đầu mũi tên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Tôi khuyên các người tốt nhất đừng nhúc nhích, Thái Vĩ Dân nói, mấy cái nỏ này là tôi chuẩn bị cho mấy con chó, để phòng bọn chúng nổi điên cắn người. Trên nỏ có bôi kali cyanua cho nên tôi cũng không muốn bắn vào người khác đâu. Lý Dục Thần kéo nhẹ Mã Sơn, lắc đầu bảo anh ta ngồi xuống. Anh đương nhiên không sợ mấy cái nỏ đó, nhưng anh cần phải hiểu rõ sự tình. Về phần Sáu Sẹo, anh đã nghĩ ra cách để trừng phạt gã ta. Thái Vĩ Dân hỏi Sáu Sẹo, những gì anh nói là sự thật sao? Sáu Sẹo nói, đương nhiên là thật, con mụ kia mở một quán ăn nhỏ trên địa bàn của chúng ta, tôi rất tức giận, anh cứ đi hỏi đi, chuyện này ai cũng biết. Ánh mắt của Thái Vĩ Dân xếch lên, sắc bén như một con dao, nhìn về phía Lý Dục Thần. Lý Dục Thần khẽ mỉm cười nói, Sáu Sẹo, anh xúc phạm tôi cũng không sao, nhưng nếu như xúc phạm nhà họ Lâm thì anh có biết hậu quả hay không? Nhà họ Lâm con mẹ gì? Sáu Sẹo tức giận nói, cậu là người nhà họ Lâm sao? Khoác lác đến điên rồi cảm thấy mình thật sự rất giỏi sao? Nếu như anh nói tôi không phải con rể nhà họ Lâm thì anh dám đánh cược không? Đánh cược gì? Nếu tôi không phải là con rể của nhà họ Lâm thì chứng tỏ tôi đang khoác lác, nên tôi sẽ cắt lưỡi của mình cho anh. Nhưng nếu như tôi là con rể nhà họ Lâm thì chứng tỏ anh bị mù, có mắt cũng như không. Lúc đó anh phải móc mắt ra cho chó ăn, anh dám cược không? Mã Sơn nghe thế thì giật mình, còn tưởng rằng anh em của mình đùa hơi quá trớn. Lỡ như Sáu Sẹo không bị dọa, thật sự đánh cược thì phải làm sao bây giờ? Anh ta liếc nhìn xung quanh, nơi này có hai cửa ra, nhưng ở cả hai cửa ra đều có người canh gác đang cầm nỏ. Đầu mũi tên được phủ một lớp kali cyanua, bị bắn vào là chết chắc. Gần như không thể xông ra ngoài được. Sáu Sẹo cười lớn, nói thằng nhóc, cậu định hù tôi chắc. Ban ngày thả cho cậu ăn trộm gà nên trộm đến nghiện rồi à. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn Sáu Sẹo nói, vậy anh có đánh cược hay không? Ông chủ Chu của Vũ Châu nãy giờ ngồi xem kịch hay liền vỗ tay nói, thật thú vị quá, còn vui hơn cả chơi đấu chó. Tôi nói này ông chủ Thái, anh có muốn mở đặt cược cho chúng tôi tham dự không? Tham gia thì phải có tinh thần cạnh tranh chứ. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, đúng thế, chuyện vui như vậy, chỉ xem thôi thì không đủ. Thái Vĩ Dân suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi thì không thành vấn đề, miễn mọi người chơi vui là được. Sáu Sẹo, anh thấy sao? Đánh cược thì đánh cược, tôi còn sợ một thằng bám váy đàn bà như nó sao? Nhớ lại chuyện xảy ra ban ngày, Sáu Sẹo lại càng tức giận. Gã ta đã chắc chắn Lý Dục Thần là tên lừa đảo. Thái Vĩ Dân gật đầu nói, được rồi. Nếu không có ai phản đối thì hãy tiến hành đặt cược. Tôi làm nhà cái, mọi người chơi. Đặt cược theo quy tắc cũ, muốn đặt bao nhiêu thì đặt. Tôi cược 200 ngàn vào Sáu Sẹo thắng. Anh Sáu là nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Hòa chúng ta, tôi tin tưởng anh sẽ không lừa gạt chúng tôi. Tôi cũng cược 500 ngàn vào Sáu Sẹo. Có tổng cộng khoảng 10 người trong bàn cược, họ bắt đầu đặt cược lần lượt, hầu hết đều đặt cược vào Sáu Sẹo. Sáu Sẹo bắt chéo chân cười lạnh nói, thằng nhóc, chắc là cậu không hiểu, muốn giở trò lừa đảo ở trước mặt anh Sáu thì cậu còn non lắm. Bây giờ cậu quỳ xuống gọi tôi một tiếng ông nội thì tôi còn rủ lòng thương mà cắt lưỡi cậu thật nhanh để cậu bớt đau khổ. Nghe gã ta tự tin nói như vậy, những người chưa đặt cược còn lại cũng bắt đầu đổ tiền vào Sáu Sẹo. Chỉ còn lại ông chủ Chu của Vũ Châu là chưa đặt cược. Ông chủ Chu, anh là người muốn tham gia đánh cược. Sao còn chưa cược vào, Thái Vĩ Dân hỏi. Trên bàn có hơn 3 triệu đều cược vào một bên, vậy thì chơi cái gì nữa, ông chủ Chu cười ha hả nói, hay là như vậy đi, tôi đặt cược thêm một ít, 2 triệu đặt vào Sáu Sẹo thắng. Ông chủ Thái chắc là không đến mức không trả nổi tiền đúng không? Như vậy ở bên cược Sáu Sẹo thắng ngay lập tức đã có 5 triệu. Nói cách khác, nếu Sáu Sẹo thắng, chưa nói đến chuyện Lý Dục Thần cắt lưỡi, Thái Vĩ Dân còn phải bỏ ra 5 triệu. Khuôn mặt của Thái Vĩ Dân trở nên rất khó coi. Rõ ràng gã ta không hề mong đợi vụ cá cược này nghiêng về hẳn một phía. Nhưng ngẫm lại, Sáu Sẹo dù sao cũng là một tay xã hội đen cộng cán, điều đó ai cũng biết. Còn cậu Lý ở trước mặt đây chỉ đột nhiên xuất hiện, trước đây cũng chưa từng có ai nghe nói trong nhà họ Lâm có con rể họ Lý bao giờ. Thái Vĩ Dân hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Tam. Hoàng Tam vô cùng hoang mang,
không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Người là do anh ta dẫn đến, nếu như lại là kẻ giả mạo khiến cho anh Thái tổn thất mấy triệu bạc thì những ngày tốt đẹp của anh ta cũng sẽ kết thúc. Lý Dục Thần đột nhiên hỏi, tôi có thể đánh cược cho chính mình không? Đương nhiên có thể, Thái Vĩ Dân có chút kinh ngạc nói, cậu muốn cược bao nhiêu? Ở đây tôi có 1 triệu, vậy đánh cược 1 triệu đi. Mã Sơn, lấy tiền. Mã Sơn đứng dậy cầm túi tiền đi đến chỗ Thái Vĩ Dân và chút hết số tiền ra. Thái Vĩ Dân cũng không thèm nhìn, chỉ nói có ai đánh cược nữa không? Nếu không có ai thì tôi đóng bàn. Đợi đã, trò chơi thú vị như vậy sao có thể thiếu tôi chứ? Lại có 2 người bước vào cửa, 1 già 1 trẻ. Ông già chạc ngoài 60, thần sắc minh mẫn, dáng đi mạnh mẽ, phong cách quý phái. Người trẻ tuổi thì đeo một cặp kính gọng vàng, trông rất nhã nhặn thanh tao. Lý Dục Thần ngạc nhiên. Người vừa đến là người anh gặp lúc nãy ở bên ngoài, hơn nữa còn mượn 600 ngàn, người đó chính là Trần Văn Học. Trần Văn Học vừa vào, ông chủ Chu của Vũ Châu đã cười lớn. Cậu Trần, cậu mà không quay lại, chúng tôi sẽ tưởng cậu chạy rồi đấy. Cái hẹn của Tổng Giám Đốc Chu, sao tôi chạy được chứ? Trần Văn Học đi đến ngồi xuống bên cạnh Lý Dục Thần. Tôi cược anh Lý đây thắng, trên bàn thiếu bao nhiêu, tôi sẽ bù bấy nhiêu. Hai bên bỏ vốn ngang nhau. Sau đó, nghiêng đầu nói với Lý Dục Thần. Sao, tôi đến kịp chứ? Mọi người đều kinh ngạc. Không phải vì anh ta bỏ ra nhiều, mà là vì anh ta nói câu này với Lý Dục Thần. Cậu Trần, cậu quen người này sao? Thái Vĩ Dân hỏi. Quen chứ, Trần Văn Học gật đầu. Ông chủ Chu của Vũ Châu đập lên bàn một cái, vậy còn cược cái gì chứ? Cậu Trần quen biết vậy chắc chắn là thân phận thật rồi. Sáu sẹo. Anh chơi mọi người sao? Sáu sẹo cũng sốt ruột, không thể nào. Tên này lúc chiều rõ ràng còn đi theo đám đàn bà chơi ở quán mạt chược của tôi, chơi bẩn suýt nữa còn bị tôi tóm được. Con mẹ nó anh ngu thật, cậu Trần ở Thân Châu có thân phận gì, cậu ấy có thể quen một tên khốn bám váy đàn bà sao? Ông chủ Chu không vui nói, sáu sẹo, mau móc 2 con mắt bỏ quách đi. Lý Dục Thần không ngờ thân phận Trần Học Văn lại cao quý như vậy, người ở đây đều coi trọng anh ta. Anh lại nhìn sang Trần Văn Học, đối phương vẫn dáng vẻ lịch sự nho nhã như vậy. Nhưng ông lão bên cạnh anh ta có bước đi trầm ổn, khí chất khiêm tốn, là một cao thủ trong nghề. Trần Văn Học khẽ cười, nói chậc, mọi người đừng hiểu lầm. Tôi với anh Lý đây cũng vừa mới quen ở khu bên ngoài, thấy hợp ý nhau nên kết bạn. Còn anh ấy là người thế nào thì tôi không biết gì cả. Vậy cậu còn bỏ ra nhiều như vậy cược cho cậu ta? Chơi cho vui mà. Mấy chục triệu thôi. Sáu sẹo thở phào nhẹ nhõm, tôi nói mà, tên nhóc này sao có thể là con rể nhà họ Lâm được chứ? Ông chủ Chu cười ha ha, cậu Trần quả nhiên hào phóng, chỉ là bèo nước gặp nhau lần đầu mà đã hào phóng tặng ngàn vàng rồi. Nào có rộng rãi như Tổng Giám Đốc Chu, tôi chỉ là thêm chuyện góp vui mà thôi, Trần Văn Học nói. Náo nhiệt mới vui, chẳng hay cậu Trần có mang chó đến không, đừng chỉ đến giúp vui mà quên mất chuyện chính của chúng ta. Ông chủ Chu cười như không cười nhìn Trần Văn Học. Trần Văn Học nói, ông chủ Chu yên tâm, sao tôi quên được chứ? Trước khi 2 bên thi đấu, hay là gọi chút món khai vị trước đi? Món khai vị gì? Ván này, chúng ta mỗi bên thêm 10 triệu, thế nào? Ông chủ Chu khoát tay, tôi thì không sao cả, 10 triệu thôi, chơi vui là được. 2 người lấy thẻ ngân hàng ra quẹt. Vẻ mặt Thái Vĩ Dân hớn hở vô cùng. Ván này... Dù ai thắng, gã ta là nhà cái, chắc chắn kiếm được 1 triệu rồi. Quét thẻ xong, Trần Văn Học nhỏ giọng nói với Lý Dục Thần, anh Lý, dựa vào anh hết đấy, nếu anh là tên lừa đảo thì tôi lỗ nặng á. Lý Dục Thần khẽ cười, không nói gì. Lúc này, sáu sẹo cũng bắt đầu có chút lo lắng trong lòng. Ván này chơi hơi lớn rồi. Người khác cược là tiền, gã ta cược mắt đó. Vốn dĩ gã ta rất tự tin, nhưng Trần Văn Học vừa xuất hiện. Hơn nữa có vẻ còn quen biết với Lý Dục Thần, sau đó còn đặt thêm cả 10 triệu. Chuyện này khiến gã ta có chút lo lắng. Đương nhiên gã ta không tin Lý Dục Thần là con rể nhà họ Lâm, nhưng gã ta hoài nghi là liệu bên trong có bẫy gì hay không. Anh Thái, các anh định kiểm chứng lời tên này thế nào? Thái Vĩ Dân nói, rất đơn giản, có phải con rể nhà họ Lâm hay không, tìm người nhà họ Lâm hỏi là biết thôi. Sáu sẹo nói, ai hỏi? Hỏi ai? Nếu các người thiên vị cậu ta,
gọi điện thoại bừa cho ai rồi nói là cậu ta thì tôi không phục đâu đấy. Thái Vĩ Kiện nhướng mày, sáu sẹo, thái đầu to tôi đây là người thế nào, anh không rõ sao? Bạn bè trong giới có mặt nhiều vậy, còn có Tổng Giám Đốc Chu và cậu Trần, nếu người này không phải con rể nhà họ Lâm, vậy cậu ta lừa kiểu gì? Sáu sẹo bỗng chốc nghẹn lời, cũng không biết làm sao để lừa cho qua chuê 65N này. Lý Dục Thần biết rõ sau sẹo do dự, cười lạnh, nếu anh sợ thì có thể nhận thua, quỳ xuống nhận sai, tôi có thể chừa lại một mắt cho anh. Sáu sẹo tức giận, tha cái đầu cậu, đến giờ vẫn còn muốn lừa gạt tôi, cậu chết chắc rồi. Đến lúc này, sáu sẹo đã leo lên lưng cọp, muốn xuống là không thể. Nhưng chung quy gã ta vẫn không tin Lý Dục Thần là con rể nhà họ Lâm. Trong tất cả mọi người đang ngồi, ngoài Trần Văn Học thì không ai tin anh là con rể nhà họ Lâm, kể cả Thái Vĩ Dân. Bởi vì nhà họ Lâm không xa, ở ngay Hòa Thành, là nhà giàu có số 1, số 2 ở Hòa Thành, mà người ngồi đây đều là kẻ có máu mặt ở Hòa Thành. Tình hình nhà họ Lâm thế nào, ít nhiều bọn họ cũng biết đôi chút, trước giờ chưa từng nghe nói nhà họ Lâm có thằng con rể như thế này. Còn ai đặt cược nữa không? Nếu không thì dừng nhé, chốt giao dịch. Chẳng ai lên tiếng. Thái Vĩ Dân nhìn Trần Văn Học và ông chủ Chu hỏi, chắc hai người đều quen biết người nhà họ Lâm, ai gọi điện thoại. Trần Văn Học khoát tay, tôi không quen, đừng hỏi tôi. Ông chủ Chu nói, Tổng Giám Đốc Thái, tôi biết sau lưng anh chính là nhà họ Lâm, vẫn nên để anh gọi đi. Thái Vĩ Dân nhìn Lý Dục Thần và Sáu Sẹo, hai người có ý kiến gì không? Hai người đều không có ý kiến gì. Cậu Lý, xin hỏi quý danh cậu là? Lý Dục Thần. Thái Vĩ Dân khẽ cười, lấy điện thoại ra gọi đến một số. Màn hình điện thoại hiển thị tên Lâm Thiếu Hằng. Lý Dục Thần nhìn thấy cái tên này, chợt đoán ra được nhiều chuyện. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, không khí yên lặng đáng sợ, chỉ có âm thanh vang lên từ trong điện thoại. Sau vài âm báo điện thoại đã thông, bên kia vang lên âm thanh. Alo, alo, cậu Hằng, tôi là Thái Đầu To. Có chuyện gì? À, không có gì, chỉ là muốn hỏi anh một chút, nhà họ Lâm có phải có một người con rể tên Lý Dục Thần không? Sao anh biết, âm thanh bên kia điện thoại có chút kinh ngạc. Anh ta đang chơi ở chỗ tôi đây, Thái Vĩ Dân nói. Tự anh ta nói với anh. Vâng, là anh ta nói. Bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu. Hừ, anh ta nói phải thì là phải. Sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hiện trường im lặng mất vài giây. Ông chủ Chu bất ngờ cầm điện thoại ném vào đầu Sáu Sẹo. Con mẹ nó, Sáu Sẹo, tao giết mày. Sáu Sẹo nhảy sang một bên né điện thoại, gã ta nhảy khỏi ghế, chỉ vào Lý Dục Thần nói. Không thể nào, thằng này không thể nào là thật, vừa rồi cậu Lâm trong điện thoại cũng không khẳng định mà, đúng không? Ánh mắt Thái Vĩ Dân lóe lên, Sáu Sẹo, anh coi chúng tôi là bọn ngốc sao? Dám cược thì dám thua, tôi khuyên anh đừng nên gây sự ở địa bàn của tôi. Sáu Sẹo đảo mắt, đột nhiên lật người trên sofa chạy ra cửa sau. Hai chiếc nỏ ở cửa sau nhắm vào Sáu Sẹo. Ánh sáng lạnh lẽo của mũi tên buộc gã ta phải lùi lại. Sáu Sẹo chậm rãi lui về phía sau, nói các người đừng làm bậy. Thái Vĩ Dân ra lệnh, bắt gã ta lại. Hai người đàn ông cường tráng đi tới đẩy Sáu Sẹo ngã xuống sofa, đầu kê vào tay vịn. Thái Đầu To, con mẹ nói các người hợp nhau lừa gạt tôi. Thái Vĩ Dân cười lạnh nói, Sáu Sẹo, không có ai lừa anh là người tự nguyện đánh cược. Dám cược thì dám thua, hôm nay anh nhất định phải để mắt lại. Sáu Sẹo rõ ràng có chút sợ hãi. Thái Đầu To, anh cứ thử đụng vào tôi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì thì cậu cha nhất định sẽ không bỏ qua cho anh, đừng tưởng anh có nhà họ Lâm chống lưng thì không có ai dám động đến. Thái Vĩ Dân cau mày, dường như có chút do dự. Cậu Lý, gã này là người của cậu cả nhà họ cha, cậu xem. Biết Lý Dục Thần thực sự là con rể nhà họ Lâm, thái độ của Thái Vĩ Dân trở nên cung kính hơn rất nhiều. Nhà họ cha, lại là nhà họ cha. Lý Dục Thần lắc đầu, đứng dậy bước đến chỗ Sáu Sẹo nhìn xuống gã ta. Cậu cha mà anh nói đến không phải là cha Minh Huy chứ? Đúng đúng, là cha Minh Huy, cậu cha. Vết sẹo trên mặt Sáu Sẹo đang không ngừng run lên. Cậu Lý, tôi sai rồi, nếu như cậu tha cho tôi lần này thì tôi nhất định sẽ báo đáp cậu cha cũng sẽ nhớ kỹ cậu.
sáu sẹo cuối cùng cũng chịu thua. Lý Dục Thần khẽ mỉm cười. Đúng là cha Minh Huy rồi. Đột nhiên anh vươn tay lấy chiếc nĩa nhỏ từ dĩa bánh trên bàn, chọc thẳng vào mắt sáu sẹo. Động tác của Lý Dục Thần sạch sẽ gọn gàng, trên người hay trên tay đều không rơi phải một giọt máu nào. Sáu thẹo chu lên như heo bị cắt tiết. Máu vấy đầy mặt gã ta. Không ai nghĩ rằng Lý Dục Thần sẽ bất ngờ tấn công như vậy. Mặc dù đám người ở đây đều là những kẻ tàn nhẫn nhưng trường hợp như thế này cũng rất hiếm thấy. Mọi người nhìn Lý Dục Thần với vài phần kính sợ trong ánh mắt. Chỉ có ông già bên cạnh Trần Văn Học nhìn thấy cách tấn công của Lý Dục Thần thì mí mắt hơi giật giật. Lý Dục Thần lại lấy một cái nĩa nhỏ khác từ bên cạnh, chỉ thẳng vào con mắt còn lại của sáu sẹo. Trong mắt sáu sẹo tràn đầy hoảng sợ, thậm chí còn quên cả phản kháng cầu xin. Lý Dục Thần ném cái nĩa đi, nói, thôi vậy, trời sinh có phúc đức, trừ lại cho anh một con mắt. Trở về quán mạt trược của mình đi, về sau tốt nhất nên làm nhiều việc thiện, nếu như còn dám khinh khi người khác bị tôi bắt được thì con mắt còn lại bất cứ lúc nào cũng có thể mất luôn đó. Dứt lời thì anh đã phủi tay trở về chỗ ngồi. Sáu sẹo như được đại xá. Gã ta ôm chặt con mắt bị thương muốn chạy trống nhưng không ngờ hai chân đã mềm nhũn, liền ngồi phịch xuống đất. Lại nhìn xuống mặt đất, nó đã trở nên ẩm ướt và bốc lên mùi khai khó chịu. Hóa ra gã ta đã bị dọa đến tè ra quần. Người bên cạnh bịt mũi, chán ghét mắng, mẹ kiếp, còn tưởng là người mạnh mẽ thế nào, không ngờ chỉ là một tên nhát chết. Thái Vĩ Dân ra lệnh cho thuộc hạ, mau đưa gã ra ngoài đi. Có người đến lôi sáu sẹo ra ngoài. Sau đó liền có người đến dọn dẹp. Trần Văn Học nhìn Lý Dục Thần với nụ cười nửa miệng, đôi mắt anh sáng lấp lánh. Cậu Lý, tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu, một lần giúp tôi thắng được 10 triệu. Ông chủ Chu ở đối diện cười nói, chẳng phải chỉ có 10 triệu thôi sao, chẳng qua chỉ là chút tiền tiêu vặt thôi. Trần Văn Học nói, sếp Chu, tôi đã nói với anh từ trước rồi, đừng đánh cược với tôi chưa bao giờ thua cược. 10 triệu đối với anh có thể chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chỉ một lát nữa thôi thì chuyện sẽ khác. Bây giờ anh rời đi vẫn còn kịp, nên cắt lỗ đúng lúc, chỉ là chuyện làm ăn thôi, không cần phải để mình mất mặt. Sắc mặt của ông chủ Chu có chút khó coi, trầm giọng nói, họ Trần kia, nơi này không phải Thân Châu, đừng tưởng mình muốn làm gì thì làm, một lát nữa trò chơi bắt đầu, để tôi xem cậu còn có thể cười hay không. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng, Trần Văn Học thờ ơ nói. Lý Dục Thần rất tò mò về chuyện của hai người này. Một lần đánh cược phải cược ít nhất 10 triệu, thậm chí thua còn không chớp mắt. Giàu có đến như vậy, nghe là biết có bối cảnh rất lớn. Một người ở Vũ Châu, một người ở Thân Châu lại có một trận cược ở trường đấu chó ngầm thành phố Hòa. Kẻ có tiền đều chơi như vậy hay sao? Sau khi sáu sẹo bị lôi ra ngoài, khuôn mặt của Thái Vĩ Dân vẫn vui tươi hớn hở. Một canh bạc ngoài kế hoạch đã khiến gã ta thắng 10 triệu, sao gã ta có thể không vui cho được? Gã ta bắt đầu kiểm kê tiền đặt cược và tiến hành trả tiền cho các bên cược thắng. Kỳ thực cũng không cần đếm, bởi vì người đặt cược cũng không nhiều, hơn nữa chỉ có hai người đặt cược cho Lý Dục Thần thắng. Sau khi kiểm đếm xong, Thái Vĩ Dân lấy ra 2 triệu tiền mặt, đặc biệt sai người đóng gói trong một chiếc vali nhỏ đưa đến trước mặt Lý Dục Thần. Cậu Lý, phần này là của cậu. Thái Vĩ Dân nở một nụ cười 3 phần tâng bốc 7 phần kính sợ trên môi. Không biết là do Lý Dục Thần có thân phận là con rể nhà họ Lâm, hay là bởi vì vừa nãy anh đã dùng phương thức kinh thiên động địa để đối phó với sáu sẹo. Mã Sơn thì đã vô cùng phấn khích từ lâu. Bây giờ anh ta đã bị anh em của mình thuyết phục hoàn toàn. Cầm 10.000 đến sòng bạc một chuyến liền thu được 200.000 tệ, đi tới trường đấu chó lại tiếp tục thu được 2 triệu tệ. Cứ theo tiến độ này thì không bao lâu nữa anh nhất định sẽ trở thành người giàu nhất thành phố Hòa. Con rể nhà họ Lâm có thể trở thành chủ của nhà họ Lâm trong tương lai. Về việc Lý Dục Thần trở thành con rể của nhà họ Lâm như thế nào, Mã Sơn đã không còn quan tâm nữa. Mặc kệ anh đã làm như thế nào thì anh cũng đã làm được, điều đó chứng tỏ anh em của mình có năng lực. Sau khi được Lý Dục Thần nhắc nhở, Mã Sơn mới nhớ ra rằng trong 2 triệu này còn có 600.000 của Trần Văn Học. Anh ta lấy ra 600.000 muốn trả lại cho Trần Văn Học. Trần Văn Học nói, không cần phải trả lại. Các người giúp tôi thắng được 10 triệu nên cứ xem như 600.000 đó là tôi hồi đáp lại đi. Lý Dục Thần cũng không chối từ, chỉ nói, vậy thì cảm ơn anh.
Trần Văn Học cười nói, cảm ơn vậy là đủ rồi, tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn trong tương lai. Lý Dục Thần không chút do dự nói, tùy anh. Cậu Lý, Thái Vĩ Dân do dự một chút, mới nhắc nhở, Sáu Sẹo là kẻ có thù tất báo, nếu cậu đã chọc mù một mắt của gã ta thì gã ta nhất định sẽ không bỏ qua. Tất nhiên, cậu nhất định không sợ gã ta, nhưng chó cùng rứt dậu, hơn nữa tôi biết gã ta có quan hệ rất tốt với cậu cha ở thành phố Hòa. Ở thành phố Hòa thì những chuyện khuất tất của nhà họ cha đều do gã ta làm. Nhà họ cha của thành phố Hòa sao? Lý Dục Thần cười nhẹ. Loại người cùng một nhà với Nam Dương Giáng đầu sư thì có gì tốt đẹp? Gã không đến tìm tôi thì tốt, nếu như gã dám đến thì tôi liền khiến cho thành phố Hòa này không còn nhà họ cha nữa. Thái Vĩ Dân sửng sốt, không biết trả lời câu này như thế nào. Mặc dù trên thương trường nhà họ cha không bằng nhà họ Lâm nhưng nội tình của họ cũng thâm hậu không kém nhà họ Lâm. Hai bên luôn là nước sông không phạm nước giếng. Ngay cả con ruột của nhà họ Lâm còn không dám nói như vậy thì huống gì là một đứa con rể. Nhưng Thái Vĩ Dân phải dựa vào nhà họ Lâm để kiếm ăn, nên cho dù lời nói của Lý Dục Thần có không đáng tin cậy đến đâu thì gã ta cũng chỉ có thể khẽ cau mày. Dù sao gã ta cũng đã nhắc nhở, nghe hay không thì tùy. Những người khác không nghĩ như vậy. Ngoại trừ Trần Văn Học và Mã Sơn, mọi người đều nhìn Lý Dục Thần như nhìn một kẻ ngốc. Muốn khiến cho thành phố Hòa không còn nhà họ cha nữa. Hai chữ cuồng vọng cũng không đủ để diễn tả. Ông chủ Chu chế nhạo nói, nhà họ cha ở thành phố Hòa có thế lực không kém nhà họ Lâm, cậu có thể về hỏi bố vợ xem ông ấy có dám nói như vậy không? Chỉ là một đứa con rể, thắng được 1 triệu thì cứ biết điều mà cuốn gói đi. Cẩn thận gió lớn cắt mất đầu lưỡi. Lý Dục Thần nhìn ông chủ Chu nói, anh cho rằng chỗ dựa vững chắc của tôi là nhà họ Lâm sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy nói cho tôi biết, người chống lưng cho cậu là ai? Người chống lưng cho tôi trước giờ luôn là chính tôi, Lý Dục Thần nói, hãy nhớ kỹ, tôi họ Lý Dục Thần đến từ thủ đô. Ông lão bên cạnh Trần Văn Học nhướng mày nhìn Lý Dục Thần, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ông chủ Chu bật cười thành tiếng. Đám người ngồi xung quanh cũng bật cười. Đây không giống lời nói của một đứa trẻ xuất thân từ gia đình quyền quý, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc chưa từng nhìn thấy thế giới thật sự bao giờ. Sao nhà họ Lâm có thể tuyển được một đứa con rể như vậy chứ? Trong số những người ngồi ở đây có không ít người đã từng nghe nói nhà họ Lâm gần đây gặp xui xẻo, công việc làm ăn phát sinh nhiều rắc rối. Mà chuyện ông cụ Lâm nhập viện tất nhiên cũng không giấu được những người thạo tin. Chẳng lẽ đây chính là dấu hiệu xuống dốc của nhà họ Lâm sao? Tôi còn tưởng rằng cậu có chỗ dựa vững chắc nào khác, nhưng nói qua nói lại hóa ra cậu chỉ là một kẻ điên. Nhóc con, tôi cũng có liên hệ làm ăn với nhà họ Lâm, vì lợi ích của nhà họ Lâm, tôi khuyên cậu làm con rể nhà người ta thì đừng có ra ngoài nói lung tung nữa, ở ngoài giả bộ hung hăng, trở về quỳ trên ván giặt cũng không đáng, ha ha ha. Ông chủ Chu vẫn cười không ngừng. Lý Dục Thần vẫn tỏ ra lãnh đạm. Lời đã nói ra, mục đích cũng đã đạt được. Đây là bước đầu tiên trong việc chấn hưng nhà họ Lý. Anh muốn tạo dựng tên tuổi ở tỉnh Nam Giang trước. Mà đám người trước mặt đây chính là những chiếc loa truyền thanh tốt nhất. Chẳng bao lâu nữa, Hắc Bạch lưỡng đạo ở Nam Giang đều sẽ biết cậu Lý từ thủ đô đã đến đây. Đánh cược giữa Sáu Sẹo và Lý Dục Thần chung quy cũng chỉ là nhạc đệm giải trí. Chuyện quan trọng nhất buổi tối nay chính là cuộc đọ sức giữa cậu Trần của Thân Châu và ông chủ Chu của Vũ Châu. Lúc sau, Lý Dục Thần mới biết, bọn họ đang tranh giành chuyện làm ăn ở cảng Thân Châu. Mấy chuyện làm ăn này không thể để lộ ra ngoài. Ông chủ Chu tên Chu Lợi Quân, là nhân vật lớn của Vũ Châu, mối làm ăn trải khắp nửa tỉnh Nam Giang. Gã ta coi trọng vụ buôn lậu ở cảng Thân Châu, mà mối làm ăn này trước giờ đều nằm trong tay nhà họ Trần Thân Châu. Nhà họ Trần ở Thân Châu có thế lực rất lớn, đương nhiên sẽ không chắp tay tặng mỏ vàng trong nhà cho người ngoài. Chu Lợi Quân và nhà họ Trần có xung đột, chịu tổn thất cũng không ít. Gã ta biết ở Thân Châu thì không xử được nhà họ Trần, vậy nên nghĩ cách ra một lối tắt khác là tìm người ra mặt thương lượng với nhà họ Trần. Cũng không biết bọn họ thương lượng thế nào mà cuối cùng lại thành tình trạng dùng cách thức chọi chó ở nơi trung gian hòa thành để quyết định chuyện kinh doanh tại bến cảng thuộc về ai. Để công bằng, hoặc nói cách khác là để nhà họ Trần đồng ý cách này, Chu Lợi Quân đã đặt cược là một tuyến thương mại từ Thân Châu tới Tây Nam đi qua Vũ Châu, do gã ta nắm giữ. Đương nhiên, tuyến kinh doanh này cũng không thể lộ ra ngoài.
Nhà họ Trần cử người đại diện đến, chính là Trần Văn Học, là một cậu ấm được xưng là nho nhã bại hoại. Lý Dục Thần không hiểu lắm, tại sao họ lại chọn cách chọi chó. Nếu trọng điểm là đấu thì tỉ thí võ công sẽ trực tiếp hơn, cũng thể hiện được thực lực của hai bên tốt hơn. Nếu trọng điểm là cược, vậy nên chơi xúc sắc, mọi chuyện do ông trời quyết định. Chọi chó là sao chứ? Chuyện trinh thám. Cho hai con chó cắn nhau để quyết định chuyện kinh doanh thuộc về người nào. Đầu óc mấy kẻ có tiền này, đúng là không giống với người thường. Thái Vĩ Dân rất coi trọng trận cược này nên mấy hôm nay đều đắm mình ở trại chó. Chó của Chu Lợi Quân là giống chó ngao Tây Tạng, ngay cả người huấn luyện chó cũng được mời từ Tây Tạng đến. Người huấn luyện chó kia có làn da ngăm đen, mặc trang phục Tây Tạng truyền thống, đeo rất nhiều vòng cổ với hình thù khác nhau, cổ tay cũng đeo vòng thiên châu, trên 10 ngón tay thì có đến 8 ngón đeo nhẫn nạm đá quý. Chó của Trần Văn Học là giống Tosa Inu, người huấn luyện chó đến từ Đông Doanh, cả hai khác nhau ở chỗ, người huấn luyện chó này lại là một mỹ nữ Đông Doanh xinh đẹp không kém cạnh ai. Hai bên tạo thành sự đối lập rõ rệt, khiến trận đấu càng trở nên thú vị. Trần Văn Học nhỏ giọng hỏi Lý Dục Thần, anh Lý, anh nghĩ ai có thể thắng? Lý Dục Thần nói, nếu ở cao nguyên thì Tô Sa của anh chắc chắn không thể thắng được Ngao Tạng, nhưng ở đây là đồng bằng dưỡng khí sung túc, chỉ cần chịu đựng được 5 phút thì Tô Sa của anh chắc chắn sẽ thắng. Trần Văn Học như nghe thấy kết quả thì thở phào nhẹ nhõm, vậy tôi yên tâm rồi. Nếu chuyện này mà làm không tốt, về nhà lại bị mắng thôi. Lý Dục Thần kinh ngạc, không hiểu tại sao tên này lại tin tưởng mình như vậy. Thái Vĩ Dân bắt đầu tuyên bố quy tắc. Hai vị, trước khi cuộc đấu chính thức bắt đầu, có vài chuyện phải nói rõ. Thứ nhất, chó của hai người đều đã giao cho tôi để kiểm tra, không bên nào sử dụng bất kỳ chất kích thích hay thuốc gì tương tự. Trước khi thi đấu, cơ thể chúng hoàn toàn bình thường, phù hợp tiêu chuẩn chọi chó, hai người có gì thắc mắc không? Không có, Chu Lợi Quân nói, địa vị anh chủ Thái trong ngành này, chúng tôi đều tin tưởng. Tôi cũng không có thắc mắc gì, Trần Văn Học nói. Thứ hai, Thái Vĩ Dân nói tiếp, trận đấu này có hai người chơi là ông chủ Chu và cậu Trần, bất kỳ bên nào nhận thua thì trận đấu sẽ dừng ngay lập tức, còn không thì sẽ trở thành một trận tử chiến cho đến khi một con chó bị cắn chết, bên còn sống sẽ thắng. Có thắc mắc gì không? Không có, hai người cùng lúc lên tiếng. Thứ ba, tiền cược của hai người là quyền kinh doanh ở bến cảng Thân Châu và quyền thông thương con đường kinh doanh Vũ Châu. Giả sử ông chủ Chu thắng, vậy sau này ông chủ Chu có thể tự do kinh doanh ở bến cảng Thân Châu, cậu Trần và nhà họ Trần không được dùng bất kỳ lý do gì can thiệp. Nếu cậu Trần thắng thì nhà họ Trần có thể tự do qua lại con đường kinh doanh Vũ Châu, ông chủ Chu không được dùng bất kỳ lý do gì để ngăn cản hay phá rối. Hai người có ý kiến gì không? Tôi không có. Trần Văn Học nói. Chu Lợi Quân thì không trả lời ngay, mà cười ha ha nhìn Trần Văn Học. Cậu Trần, chúng ta có cần cược thêm không? Trần Văn Học khẽ nhíu mày nhưng vẫn hỏi, thêm thế nào? Tôi có một mảnh đất ở Vũ Châu, theo giá trị tài sản thì không tính là cao, nhưng đó là con đường thương mại duy nhất nếu muốn làm ăn ở Vũ Châu. Muốn giao thương với Vũ Châu thì không có trạm trung chuyển, dù tôi không ngăn cản chuyện làm ăn của các người thì các người cũng rất khó thuận lợi. Tiền đặt cược này rất hấp dẫn. Vũ Châu thông thương buôn bán đi toàn thế giới, khi có được mảnh đất của Chu Lợi Quân thì chẳng những lưu thông làm ăn thuận lợi mà còn có thể có địa vị vững chắc ở Vũ Châu. Anh muốn gì? Tôi biết nhà họ Trần ở Thượng Hải có một chiếc thuyền đặc biệt, dùng nó trao đổi đồng giá đi, tôi muốn con thuyền đó của các người. Trần Văn Học khẽ đẩy kính như đang suy nghĩ gì đó. Ông lão bên cạnh lên tiếng nói, cậu ba, trong nhà chỉ đồng ý chuyện bến cảng. Còn chiếc thuyền kia? Tôi biết, Trần Văn Học xua tay tỏ ý không cần nói nhiều, hơi trầm ngâm, được, tôi đồng ý. Cậu Trần, cậu có quyền quyết định không? Đương nhiên, hôm nay tôi đến đây là đại điện cho gia tộc. Được, Chu Lợi Quân vui mừng nhảy lên, nói miệng không tính, chúng ta viết chứng từ đi. Nói rồi gã ta lấy một phần hợp đồng đã viết sẵn từ trong túi ra. Cậu Trần xem thử đi, nếu không có ý kiến gì thì cứ ký trên này. Trần Văn Học ngây người, cầm tờ giấy qua nhìn. Thì ra đây mới là mục đích thật sự của anh. Người có mắt đều nhìn ra được, đây là cái bẫy mà Chu Lợi Quân đã đào sẵn. Chỉ là bọn họ không hiểu Chu Lợi Quân dựa vào cái gì mà tự tin như vậy, gã ta chắc chắn con chó ngao Tây Tạng của mình Đông Doanh định có thể thắng được con chó ngao Đông Doanh do Trần Văn Học mang đến sao.
Lý Dục Thần cũng cảm thấy kỳ quái. Con chó ngao Tây Tạng này đúng là sự lựa chọn tốt Đông Doanh, nhưng giống chó ngao Tây Tạng là vua ở núi rừng, còn ở đồng bằng thì hiệu quả chiến đấu của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Mặc dù chó ngao Đông Doanh có kích thước nhỏ hơn một chút nhưng nó có cơ bắp săn chắc và khớp xương chắc khỏe, rõ ràng là giống chó chiến đấu đã được huấn luyện đặc biệt. Chỉ cần nó có thể trụ lại sự tấn công dữ dội của con chó ngao Tây Tạng thì con chó ngao Tây Tạng Đông Doanh định sẽ thua. Nhưng Chu Lợi Quân lại tỏ ra rất tự tin. Lý Dục Thần tin rằng không nhìn lầm. Nếu vấn đề không nằm ở con chó, vậy thì vấn đề có thể nằm ở người huấn luyện chó. Ông lão lại nhắc nhở Trần Văn Học, cậu ba, đây rõ ràng là một cái bẫy, đừng để mắc bẫy. Trần Văn Học rõ ràng cũng đang do dự. Anh ta nhìn sang Lý Dục Thần. Những gì anh vừa nói có thật không? Đương nhiên là thật, Lý Dục Thần nói. Được, tôi tin anh, cho dù là bẫy thì tôi cũng bước vào. Trần Văn Học nghiến răng, nói xong liền lấy bút ra ký vào hợp đồng. Ông lão thở dài, lắc đầu bất lực. Cậu Trần thật quyết đoán, Chu Lợi Quân cười lớn nói, ông chủ Thái, bắt đầu thôi. Chờ đã, Trần Văn Học đột nhiên nói, ông chủ Thái, một vụ cá cược lớn thế này, sao anh lại không cho mọi người cùng tham dự? Thái Vĩ Dân nói, bây giờ bắt đầu đặt cược, vẫn quy tắc cũ, mọi người đặt cược tùy ý. Trần Văn Học mỉm cười nói với Lý Dục Thần, anh Lý, nếu như anh đã khen con chó của tôi như vậy thì sao anh không đặt cược hết 1.400.000 của mình vào tôi thắng nhỉ? Lý Dục Thần sửng sốt, này, đây chẳng phải là tống tiền sao? Anh không khỏi cười khổ, lắc đầu nói, được, vậy tôi sẽ cược toàn bộ. Trần Văn Học rất phấn khởi, cứ như thể việc đặt cược của Lý Dục Thần có nghĩa là anh ta sẽ chắc chắn thắng vậy. Khi Lý Dục Thần đặt cược, những người khác cũng làm theo. Lần này không còn là trận cược nghiêng về một phía nữa mà cả hai bên đều có người cược vào. Vì con chó ngao Tây Tạng của Chu Lợi Quân đã được nuôi dưỡng ở đây vài ngày cho nên có rất nhiều người đã nhìn thấy được uy phong và kích thước khổng lồ của nó, tất nhiên số người nghiêng về phía nó cũng nhiều hơn. Tính luôn cả 1.400.000 của Lý Dục Thần thì số cược hai bên cũng gần tương đương nhau. Đối với nhà cái mà nói thì đây là một thế cục khá ổn, có thể kiếm được tiền mà không cần bồi nhiều. Hai con chó được hai người huấn luyện chó dẫn xuống sân đấu. Cô gái huấn luyện chó người Đông Doanh ngồi xổm xuống thì thầm vào tai con chó ngao Đông Doanh. Cô gái huấn luyện chó có làn da trắng mịn, hình thể nhỏ xinh, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến các nữ diễn viên phim hành động trong một số bộ phim điện ảnh Đông Doanh. Dưới sự huấn luyện của cô gái, con chó ngao Đông Doanh càng trông mạnh mẽ cường tráng hơn. Ở phía bên kia, người huấn luyện chó Tây Tạng chỉ đứng đó, một tay nhẹ nhàng xoa đầu con chó ngao Tây Tạng, tay kia thì đặt lên ngực nó, miệng lẩm bẩm như đang cầu nguyện. Không ai hiểu những gì người đó đang lẩm bẩm, nhưng chỉ nghe thôi cũng cảm thấy khó chịu. Mà con chó ngao Tây Tạng lại dần trở nên bồn chồn đứng lên, phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Trận đấu chính thức bắt đầu. Cô gái huấn luyện chó đến từ Đông Doanh vỗ mạnh vào con chó ngao rồi nói, đi. Người huấn luyện chó ngao Tây Tạng cũng thốt lên một loạt những tiếng nói kỳ lạ. Hai con chó gần như nhảy ra cùng một lúc. Rào chắn đóng lại. Đây sẽ là một trận đấu sinh tử. Tất cả mọi người đều biết hôm nay chắc chắn sẽ có một con chó chết ở chỗ này. Một là thần của cao nguyên, còn một là vua của các loài chó châu Á. Ngay khi hai con chó gặp nhau trong rào chắn, chúng đã lao vào nhau công kích mãnh liệt. Con chó ngao Tây Tạng rất hung dữ. Dựa vào lợi thế về kích thước, nó nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Nhưng con chó ngao Đông Doanh rất linh hoạt, mặc dù mấy lần bị đánh lật nhào trên mặt đất nhưng nó đều tránh thoát được vị trí chí mạng. Thỉnh thoảng, người đẹp Đông Doanh bên cạnh lại lên tiếng, cũng không biết là mệnh lệnh chỉ dẫn hay câu cảm thán. Ganbe, Suoga, Yamai, Hayaku, Baka. Con chó dường như hiểu được lời của cô ta, cũng nhận được một số hỗ trợ tinh thần nào đó. Dù đang ở thế bất lợi, nhưng chỉ cần giọng của nữ huấn luyện viên vang lên thì con chó sẽ giống như bị phê thuốc kích thích, bất chấp tất cả mà xông lên. Khoảng 10 phút đã trôi qua. Khí thế hung mãnh của con chó ngao Tây Tạng rốt cuộc cũng đã giảm bớt, hàm lượng oxy cao ở vùng đồng bằng khiến nó hít vào quá nhiều dưỡng khí. Nếu như cứ tiếp tục tấn công mạnh mẽ như vậy thì phổi của nó sẽ nổ tung. Ganbe, người đẹp huấn luyện thú hô lên một tiếng. Con chó ngao Đông Doanh liền tung đòn phản công. Đúng như dự đoán của Lý Dục Thần,
chỉ cần trụ lại được sau đợt tấn công mãnh liệt đầu tiên thì ưu thế sẽ nghiêng về phía con chó ngao Đông Doanh. Quả nhiên, con chó ngao Tây Tạng liên tục lui về phía sau, chỉ dựa vào bộ lông dày mới tránh được chuyện bị con chó ngao Đông Doanh cắn xuyên qua cổ. Rất nhanh thì nó đã rút lui đến sát rào chắn. Người huấn luyện thú đứng sau rào chắn cũng có chút sốt ruột. Người đó lại đưa tay ra vỗ đầu con chó ngao Tây Tạng, rồi phát ra một loạt tiếng hú kỳ lạ. Tiếng kêu này khiến đầu mọi người như muốn nổ tung. Con chó ngao Tây Tạng giống như bị thứ gì kích thích, nó gầm lên rồi lao về phía trước. Ngay lập tức nó đã đánh con chó ngao Đông Doanh ngã xuống đất. Yamit, người đẹp huấn luyện thú thốt lên một tiếng kinh hãi. Nghe thấy tiếng của cô ta, con chó ngao Đông Doanh lấy lại tinh thần, liền tung chi đá mạnh, thoát khỏi gọng kìm của con chó ngao Tây Tạng. Nhưng con chó ngao Tây Tạng không cho nó cơ hội để thở dốc, lại vồ lấy nó một lần nữa. Con chó ngao Đông Doanh cũng ra sức phản kháng, hai con chó lại xông vào nhau. Lý Dục Thần nheo mắt lại. Con chó ngao Tây Tạng này có gì đó không ổn. Chó ngao Tây Tạng rất hung dữ, nhưng so với những con chó chiến đấu chuyên nghiệp thì khả năng chịu đựng của chúng không mạnh, hơn nữa ở vùng đồng bằng cũng không phải là địa bàn của chúng. Đúng lý ra mà nói, con chó ngao Đông Doanh đã sống sót sau đợt tấn công mãnh liệt đầu tiên thì sẽ có thể chiếm thế thượng phong trong đợt tiếp theo. Biểu hiện vừa rồi cũng đã chứng minh được nhận định này là đúng. Tuy nhiên, khi con chó ngao Tây Tạng hiện ra trạng thái suy tàn thì nó bất ngờ sống lại và trở nên dũng mãnh. Chuyện này thật sự không hợp lý. Vấn đề chắc chắn nằm ở người huấn luyện chó. Trận chiến lại một lần nữa trở nên gay cấn. Con chó ngao Đông Doanh lúc này trông vô cùng tàn tạ, máu chảy ra ròng ròng từ mặt và vai. Còn con chó ngao Tây Tạng vẫn mạnh mẽ như ban đầu. Trần Văn Học gắt gao quan sát tình hình trên sân, không khỏi cau mày. Giọng của người đẹp Đông Doanh đã hơi khàn, những giọt mồ hôi chảy ra từ trán cô ta. Nhưng dù cô ta có hét lên ra lệnh thế nào thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật rằng con chó ngao Tây Tạng càng đánh càng hăng, trong khi đó con chó ngao Đông Doanh đã dần dần kiệt sức, không thể chống đỡ nổi. Vết thương trên người con chó ngao Đông Doanh ngày càng nghiêm trọng, máu chảy ra ngày càng nhiều. Giọng của người đẹp Đông Doanh đã bắt đầu trở nên nức nở. Cô ta tuyệt vọng nhìn con chó vẫn đang kiên trì chiến đấu vì chủ nhân trên đấu trường, rồi lại quay đầu nhìn Trần Văn Học với ánh mắt cầu xin, nước mắt tràn ra giàn giụa. Dựa theo quy tắc, trận chiến giữa hai con chó sẽ chỉ kết thúc nếu Trần Văn Học nhận thua. Nếu không thì phải đợi cho đến lúc một trong hai con chó bị đánh chết. Trần Văn Học nhìn sang Lý Dục Thần. Lý Dục Thần vẫn không nhúc nhích. Trần Văn Học trầm mặc hồi lâu. Giữa tiếng nức nở của người đẹp Đông Doanh, cuối cùng anh ta cũng thở dài nói, tách bọn chúng ra đi, tôi nhận thua. Một tia nước từ súng nước cao áp đã nhanh chóng tách hai con chó ra. Người đẹp Đông Doanh liền chạy đến ôm lấy con chó ngao Đông Doanh đang bị thương mà khóc giấm dứt. Con chó ngao Đông Doanh cúi đầu như thể đang tự trách mình vì đã không hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân. Mà con chó ngao Tây Tạng kia chắc có lẽ là bởi vì vừa rồi tiêu hao quá nhiều khí lực cho nên lúc này cũng nằm gục trên mặt đất, thè lưỡi, thở dốc không ngừng. Chu Lợi Quân cười to, cậu Trần, tôi đã nói rồi, cậu không thắng tôi được đâu. Con chó này của tôi chưa bao giờ thua. Gã ta lắc lắc tờ giấy vừa được ký tên trên tay, con tàu của nhà họ Trần các người từ nay về sau đã thuộc về tôi. Ha ha ha, nét mặt Trần Văn Học buồn bực, có vài phần u oán nhìn Lý Dục Thần, sau đó liền quay mặt đi không thèm nhìn nữa. Thái Vĩ Dân bước vào rào chắn. Tôi xin tuyên bố, người thắng cuộc trong vụ cá cược giữa cậu Trần và ông chủ Chu là. Chờ đã. Thái đầu to còn chưa kịp nói xong thì đã bị Lý Dục Thần ngắt lời. Ông chủ Thái, tôi muốn hỏi một chút, theo quy tắc của trường đấu chó này thì nếu có người gian lận anh sẽ làm gì? Thái Vĩ Dân nói, nếu phát hiện hành vi gian lận thì bên gian lận sẽ thua và đối phương sẽ thắng. Ở trường đấu chó của tôi chưa từng có kẻ gian lận nào có thể huênh hoang bước ra ngoài. Lý Dục Thần gật đầu nói, vậy tôi hỏi anh, chích cho chó có tính là gian lận không? Đương nhiên là tính, cậu Lý, cậu muốn nói cái gì? Ý tôi là anh ta. Lý Dục Thần chỉ vào người huấn luyện chó Tây Tạng. Anh ta đã gian lận. Hiện trường liền náo động. Harry Potter fanfic. Trần Văn Học ngạc nhiên nhìn Lý Dục Thần, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ngay cả ông lão bên cạnh cũng hơi thay đổi sắc mặt. Cái giám, Chu Lợi Quân hét lên, thua tiền liền nói hưu nói vượn sao.
Cậu nói ai gian lận? Con chó của tôi đã được đưa đến đây từ 3 ngày trước, nó được giữ ở đây 24/24 giờ dưới sự giám sát của ông chủ Thái, làm sao tôi đem nó đi trích được? Nhóc con, không chịu thua được thì đừng chơi, con rể nhà họ Lâm thì sao chứ? Tôi thấy Sáu Sẹo nói rất đúng, cậu chỉ là kẻ bám váy đàn bà. Thái Vĩ Dân khẽ cau mày. Nhà họ Lâm là chỗ dựa vững chắc của gã ta, mà những lời nói của Chu Lợi Quân đang xúc phạm đến nhà họ Lâm. Nhưng Chu Lợi Quân không phải là Sáu Sẹo, gã ta là một ông chủ lớn đến từ Vũ Châu, ngay cả Lâm Thiếu Hằng có ở đây thì cũng chưa chắc dám đắc tội. Thái Vĩ Dân không thể động vào gã ta trừ khi gã ta thực sự gian lận. Cậu Lý, cậu nói thì cần phải có chứng cứ, con chó ngao Tây Tạng của ông chủ Chu quả thật từ 3 ngày trước đã được đưa tới đây, mấy ngày nay tôi đều chăm sóc nó, có xem qua chế độ ăn uống sinh hoạt, trước trận đấu tôi cũng đã kiểm tra, không phát hiện có gì dị thường. Từ trước và lúc bắt đầu trận đấu thì anh ta đúng là không gian lận. Ý cậu là, gian lận ngay trong trận đấu sao? Đúng vậy, chính là ngay trong trận đấu, Lý Dục Thần nói, lúc nãy con chó ngao Tây Tạng của anh ta đã có dấu hiệu thất bại, nhưng khi nó rút lui đến rào chắn thì người huấn luyện chó đã lấy tay vỗ vào đầu con chó, không biết anh có còn nhớ không? Thái Vĩ Dân gật đầu, chuyện này cũng có thể gây ra chút hiểm nghi nhưng dù sao cũng không phải là quá đáng. Chó dù sao cũng là chó, đôi khi chúng mất tinh thần chiến đấu và cần được chủ động viên. Ông chủ Thái, nếu anh không tin thì anh có thể kiểm tra phía sau đầu con chó đó, cái kim chắc vẫn còn ở đó. Ngay khi Lý Dục Thần vừa dứt lời, trước khi Thái Vĩ Dân kịp di chuyển, hai người huấn luyện chó đã gần như đồng thời hành động. Người huấn luyện con chó ngao Tây Tạng đang đứng rất gần nó. Nhưng người đẹp Đông Doanh đã đến trước mặt con chó ngao Tây Tạng rất nhanh. Khi con chó ngao Tây Tạng nhìn thấy người lạ đến gần, nó gầm gừ và chuẩn bị tấn công. Tay trái của người đẹp Đông Doanh nhanh như chớp chộp lấy phần lông sau gáy của con chó ngao Tây Tạng. Con chó ngao Tây Tạng đột nhiên ngừng cử động, ngoan ngoãn như một con chó con. Người đẹp Đông Doanh dùng tay phải búng vào sau đầu con chó ngao Tây Tạng, một cây kim dài và mảnh liền xuất hiện trong tay cô ta. Con chó ngao Tây Tạng bị người đẹp Đông Doanh tóm cổ vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn mất đi hung tính. Người đẹp Đông Doanh rất tự tin vào kỹ năng huấn luyện chó của mình, cô ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn con chó ngao Tây Tạng một cái, chỉ nhìn vào chiếc kim giữa hai ngón tay phải của mình. Người huấn luyện chó ngao Tây Tạng có vẻ cũng không sốt ruột, cũng không tiến lên ngăn cản. Lý Dục Thần bất giác lắc đầu. Cô gái này quá vội vàng. Cây kim này phải được Thái Vĩ Dân rút ra mới đúng. Thái Vĩ Dân là chủ của trường đấu chó này, cũng là trọng tài của trận cá cược này. Chỉ khi gã ta tận mắt xác nhận thì mới tính là có người gian lận. Hoặc phải bắt tại trận người huấn luyện chó ngao Tây Tạng đang rút nó ra mới được. Bây giờ cô gái này lại rút kim ra trước, chỉ cần đối phương khăng khăng nói là cô ta vu oan giá họa thì chuyện sẽ rất khó xử lý. Ông chủ Chu, chuyện này là thế nào đây? Thái Vĩ Dân hỏi. Quả nhiên, Chu Lợi Quân bắt đầu giở trò. Sao lại thế này? Làm sao tôi biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Ông chủ Chu, anh cũng biết quy tắc chỗ này của tôi rồi đó, tuy thân phận anh cao quý nhưng nếu dám ở đây giở trò thì tôi cũng sẽ không bỏ qua. Chuyện này đúng là phải làm cho ra lẽ, Chu Lợi Quân tiếp tục ngụy biện, tôi chỉ biết rằng người phụ nữ này đã xông tới và khống chế con chó của tôi, sau đó lại cầm cây kim trên tay. Chó đánh không lại thì người đi ra mặt sao? Nếu nói gian lận thì chính là cô ta gian lận, anh tự mà hỏi cô ta. Sắc mặt Thái Vĩ Dân trầm xuống, ông chủ Chu. Đừng tưởng rằng chúng tôi đều là kẻ ngu ngốc, chuyện này nếu như hôm nay anh không giải thích rõ ràng thì cũng đừng mong rời khỏi căn phòng này. Gã ta nhẹ nhàng khoát tay. Bốn thuộc hạ ở hai bên cửa giơ nỏ lên nhắm vào Chu Lợi Quân. Sắc mặt Chu Lợi Quân liền biến đổi, muốn nói gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng. Anh nói, tôi gian lận thì đưa chứng cứ ra đây xem. Trần Văn Học nói, xếp Chu, anh đúng là không biết xấu hổ. Bằng chứng đã nằm trong tay cô Chiyoko rồi, anh còn cần thêm bằng chứng gì nữa? Chu Lợi Quân nhún vai nói, chỉ là một cây kim mà thôi, có thể chứng minh được cái gì chứ? Huống chi cây kim đang nằm ở trong tay của cô ta, sao cậu không nghĩ rằng chính cô ta đã vu oan cho tôi? Rất ít có ai mặt dày vô sỉ như gã ta từng xuất hiện trong trường đấu chó này. Nếu là người bình thường, Thái Vĩ Dân đã sớm động thủ. Nhưng Chu Lợi Quân là một nhân vật lớn ở Vũ Châu, thậm chí còn dám đến Thần Châu tranh giành việc kinh doanh với người nhà họ Trần.
Thái Vĩ Dân chẳng qua chỉ có thể dựa vào cậu cả nhà họ Lâm để kiếm cơm ở thành phố Hòa này. Nếu như bây giờ mình thật sự chặt một bàn tay của Chu Lợi Quân, lỡ như kẻ chống lưng của gã ta tìm đến mình tính sổ thì ngay cả Lâm Thiếu Hằng cũng khó có thể bảo vệ được mình. Nhưng trong tình huống này, nếu như Thái Vĩ Dân nhắm mắt làm ngơ thì sau này cũng khó lăn lộn trên giang hồ. Quan trọng hơn, nếu như đắc tội với nhà họ Trần ở Thần Châu thì chỉ sợ mình còn phải chết nhanh hơn. Chuyện này khiến cho Thái Vĩ Dân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trừ khi đưa ra bằng chứng chắc chắn khiến Chu Lợi Quân không thể bác bỏ thì Thái Vĩ Dân mới có cớ ra tay. Lý Dục Thần khẽ cười một tiếng, cái kim này giấu trong chiếc nhẫn trên ngón giữa bàn tay phải của người huấn luyện chó. Nếu bảo anh ta tháo chiếc nhẫn ra thì nhất định có thể nhìn thấy lỗ cắm kim. Nếu như tôi đoán không sai thì anh ta hẳn vẫn còn giấu trong chiếc nhẫn một loại thuốc có thể kích thích trung khu thần kinh hưng phấn của con chó. Nghe anh nói tới đây, Chu Lợi Quân liền biến sắc. Và cô gái đông doanh tên Chiyoko đã lao tới định giật chiếc nhẫn trên ngón tay của người huấn luyện chó Ngao Tây Tạng. Lý Dục Thần bĩu môi, cô gái này đúng là có tính tình quá nôn nóng, khó trách lúc đấu chó lại hay gào to như vậy. Người huấn luyện chó Ngao Tây Tạng cũng không kích động, khi thấy Chiyoko đến gần, trong mắt gã ta còn hiện lên một tia dâm đãng. Chiyoko rõ ràng là người có tập võ, thân pháp linh hoạt, lực tay không hề yếu. Vừa bước tới thì cô ta đã nắm lấy cổ tay người huấn luyện chó lật ngửa lên, định tháo chiếc nhẫn của gã ta ra. Nhưng người huấn luyện chó Ngao Tây Tạng chỉ cười, để lộ hàm răng ố vàng. Nụ cười đó tràn ngập sự tà dâm không nói nên lời. Chiyoko nhìn gã ta, bỗng thấy giật mình run rẩy, toàn thân tê dại vô lực. Người huấn luyện chó Ngao Tây Tạng đưa tay ra nắm lấy eo Chiyoko. Ha ha, theo ta trở về song tu đi người đẹp. Gã ta nói bằng thứ tiếng phổ thông không thành thạo. To gan. Trần Văn Học quát lớn một tiếng, Chu Lợi Quân, mau bảo người của anh buông Chiyoko ra. Chu Lợi Quân khoát tay, đại sư Campos muốn làm cái gì thì tôi cũng không ra lệnh được. Trần Văn Học vô cùng tức giận, lại nhìn sang ông lão bên cạnh. Ông lão cau mày thờ ơ. Thái Vĩ Dân không thể không động thủ. Ông chủ Chu, anh đã quá đáng rồi. Gã ta vung tay lên. Bốn thuộc hạ, bốn chiếc nỏ, tất cả đều nhằm vào người huấn luyện chó Ngao Tây Tạng tên là Campos. Campos không thèm để ý, chỉ nhìn Chiyoko đang bị mình ôm eo, nở nụ cười dâm đãng. Thái Vĩ Dân vô cùng tức giận. Chu Lợi Quân không hề nể mặt ai. Tuy gã ta không dám làm gì Chu Lợi Quân, nhưng bắn chết một gã huấn luyện chó thì không thành vấn đề. Bắn! Thái Vĩ Dân ra lệnh. Bốn cây nỏ chuẩn bị bắn tên. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chuỗi hạt trên cổ tay của Campos đột nhiên nổ tung. Bốn hạt châu bắn ra đánh vào cổ tay của bốn người cầm nỏ. Nỏ đã rời tay. Campos đưa tay ra, cả bốn chiếc nỏ đều nằm trong tay gã ta lại hung hăng đập chúng xuống đất. Thái Vĩ Dân lắp bắp kinh hãi, không ngờ đối phương lại là cao thủ ám khí. Trần Văn Học nhìn ông lão bên cạnh, nói chú cố, nếu chú còn không ra tay thì người của nhà họ Trần ta sẽ bị bắt đi mất. Ông lão thở dài, từ từ nhướng mi. Đột nhiên đôi mắt ông ta lóe lên tinh quang, ông ta vỗ nhẹ xuống bàn, bay đến trước mặt Campos ngay lập tức. Song cước của ông ta lăng không đá về phía vai của Campos. Campos biết mình đụng phải cao thủ nên không dám khinh địch, gã ta liền đẩy Chiyoko vào ghế sofa rồi tung song trưởng về phía trước để ngăn chặn song cước của ông lão. Ông lão bất ngờ vung tay tóm lấy cánh tay của Campos. Khi thân thể đang ở trên không trung, ông ta lại như diều hâu xoay người. Từ đỉnh đầu của Campos nhào đến phía sau gã ta. Chỉ với một cú xoay người, Campos đã bị cứa sườn. Ông ta duỗi chân phải về phía trước, đồng thời đặt đầu gối siết chặt thắt lưng của Campos. Lại lật lòng bàn tay móc tới, ông ta đã lấy được chiếc nhẫn từ bàn tay Campos. Búng chân phải một cái, Campos liền bị đá ra ngoài. Động tác vô cùng nhanh gọn, lưu loát. Những người xung quanh đều ngây người. Ông lão khí định thần nhàn. Còn không thèm liếc mắt nhìn Campos, chỉ bước tới vỗ nhẹ vào Chiyoko vài cái. Chiyoko như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cảm ơn rối rít. Ông già đưa chiếc nhẫn cho Thái Vĩ Dân. Thái Vĩ Dân liếc nhìn vài lần, lại cười lạnh một tiếng, nói, ông chủ Chu, anh còn điều gì muốn nói không? Sắc mặt Chu Lợi Quân cứng ngắc, anh muốn thế nào? Anh gian lận ở chỗ của tôi,
bị người ta bắt quả tang thì cũng không thể trách tôi được. Niệm Tình anh cũng là nhân vật lớn một phương, cho nên tôi không yêu cầu nhiều, bây giờ chặt một ngón tay của anh xem như là lời giải thích cho bạn bè trên giang hồ vậy. Anh dám, Chu Lợi Quân trừng mắt, thái đầu to, mau gọi điện thoại cho người chống lưng anh đến đây xem kẻ đó có dám chặt ngón tay của tôi hay không. Thái Vĩ Dân nghiêm mặt quát lớn một tiếng, người đâu, giữ anh ta lại. Ngay lập tức liền có người đi tới đè Chu Lợi Quân xuống ghế, một tay chống lên bàn. Thái Vĩ Dân lấy ra một con dao găm quân dụng, từng bước tiến về phía Chu Lợi Quân. Chu Lợi Quân rốt cục cũng đã biết sợ, liền lớn tiếng quát, đại sư Campos, sao còn chưa ra tay đi? Campos vừa bị ông lão đá đi, lúc này mới từ từ đứng dậy nói với Chu Lợi Quân, gấp đôi số tiền. Chu Lợi Quân vội vàng gật đầu nói, gấp đôi, gấp đôi. Campos lại nhìn Chiyoko, cô gái này phải là của tôi. Chu Lợi Quân nói, của anh, tiền, phụ nữ, của anh tất. Campos cười ha hả nói, được rồi, sau đó gã ta lấy từ trong người ra một chiếc bát vỡ. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy đó không phải là một chiếc bát vỡ mà là một mảnh sọ người. V. Chương 143. Campos đột nhiên kêu lên một tiếng kỳ quái và nâng chiếc bát trên tay lên. Một trận âm phong từ đâu thổi đến. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, gần như sắp đóng băng. Bốn phương tám hướng đều có tiếng chó sủa truyền đến. Âm phong lướt qua, bóng của một con chó xuất hiện. Nó chui ra từ một góc tối, mình đầy vết thương, trên cổ có mấy lỗ máu bị cắn xuyên qua, máu chảy ra giàn giụa. Mã Sơn kinh ngạc nhìn con chó. Đây, đây không phải con chó bị cắn chết trong trận đấu trước đó sao? Sau đó ở bốn góc tối lại xuất hiện thêm rất nhiều bóng đen. Người khiếp sợ nhất trong số những người chứng kiến chính là Thái Vĩ Dân, tất cả đều là những con chó đã chết tại trường đấu chó của gã ta. Chúng nó nức nở, kêu gào đòi mạng. Thuật chiêu hồn. Lý Dục Thần nheo mắt nhìn vào cái bát của gã Tây Tạng tên Campos. Đó là một khối sọ đã được luyện hóa. Một số giáo phái bí truyền ở các khu vực Tây Tạng, cũng như giáo phái vong linh ở phương Tây, đều thích luyện chế loại pháp khí này. Hộp sọ thực sự là nơi tiếp cận gần nhất với linh hồn con người. Các pháp sư lợi hại sẽ dùng pháp khí này để tiến hành giao tiếp với linh hồn. Nó cũng có thể thu thập những linh hồn chưa tiêu tán, thường được sử dụng như pháp thuật tà ác. Giống như hiện tại, những con chó đã chết ở trường đấu chó, linh hồn còn lưu lại đều bị triệu tập. Những con chó này đều chết rất thảm. Bọn chúng hoàn toàn tin tưởng chủ nhân của mình, dũng cảm chiến đấu vì chủ nhân. Cho dù có trọng thương cũng không lùi bước. Nhưng một khi chúng bị trọng thương thì đa số những người nuôi chó đều sẽ vứt bỏ bọn chúng như một miếng thuốc rán đã qua sử dụng. Một số con chó chết ngay tại chỗ, nhiều con khác thì bị bỏ mặc chết dần chết mòn trong kho củi. Hoặc bọn chúng sẽ bị giết thịt để đổi lấy chút giá trị cuối cùng. Vì vậy linh hồn của những con chó này tràn đầy oán hận. Những oán linh như vậy chính là thứ yêu thích nhất của chiêu hồn thuật sĩ. Thuật chiêu hồn. Sắc mặt của ông lão bên cạnh Trần Văn Học đại biến. Cậu ba, chạy mau. Ông ta nắm lấy tay Trần Văn Học rồi bật dậy, nhảy qua ghế sofa chạy về phía cửa. Hai oán linh chó chặn đường họ. Ông lão lắc tay phóng thích nội lực ra ngoài, chân nguyên trong lòng bàn tay phun ra, không khí bị chấn động đến mức phát ra tiếng nổ vang. Oán linh chó cản đường bị một chưởng đánh giạt sang một bên. Thậm chí bóng dáng của nó cũng mở đi rất nhiều, suýt chút nữa đã tan rã. Thấy đã chạy đến cửa, ông lão dừng bước, bảo vệ Trần Văn Học ở phía sau. Trần Văn Học căng thẳng vô cùng bởi vì đã nhìn thấy bóng chó dày đặc ngoài cửa. Những con chó xấu xí vì bị thương nặng bây giờ đều đang nhe răng trợn mắt. Trong đầu óc của anh ta lại vang lên tiếng đàn chó kêu nức nở. Thanh âm giống như đến từ địa ngục. Chỗ quái gì mà lắm chó chết thế không biết. Ông lão từ đầu luôn điềm tĩnh nho nhã cũng không nhịn được chửi thề, kéo Trần Văn Học lại. Cho dù võ công của ông ta có cao thâm tới đâu thì ông ta vẫn không thể đối phó với nhiều oán linh như vậy. Những thứ này không thể bị giết, chỉ có thể dựa vào dương khí trong cơ thể để đánh tan âm khí. Vài chục con thì ông ta còn có thể đối phó, nhưng đây có vẻ còn hơn cả trăm cả ngàn con. Nếu chỉ có một mình ông ta thì ông ta còn có thể chạy thoát. Bảo vệ Trần Văn Học gần như là không thể. Bắt giặc bắt vua trước. Đây là cách tốt nhất mà ông ta có thể nghĩ đến, cũng là cách duy nhất lúc này.
Số lượng ma chó được triệu hồi đến phòng vẫn không nhiều, chỉ cần chạy sang, đánh đổ Campos đang thi pháp, tất nhiên mấy ma chó này sẽ biến mất. Ông lão rất tự tin với võ công của mình. Ông ta quả thật cũng có năng lực này. Ông ta kéo Trần Văn Học đến cạnh Lý Dục Thần, làm phiền cậu Lý quan tâm chăm sóc đến cậu chủ nhà tôi. Nói rồi ông ta bay lên không trung, đập tan hai linh hồn chó đang lơ lửng, khi đáp xuống đã đến trước mặt Campos. Campos không hoảng loạn, một tay tạo ra một thủ ấn kỳ lạ, tay kia gõ lên đầu lâu. Xương cốt phát ra tiếng vang như kim loại, ù ù vang dội như thể một tiếng chuông vọng lại từ xa. Mọi người đều căng thẳng. Một cánh cửa được mở ra giữa không trung, bên trong là bóng đêm vô tận. Rất nhiều bóng xám trắng lao ra từ màn đêm vô tận kia, chúng phát ra tiếng rít gào chói tai khiến người ta khó chịu. Khi cẩn thận nhìn thì phát hiện mấy cái bóng đó là từng khuôn mặt người. Bóng ma cứ vờn qua vờn, trong căn phòng nổi lên từng trận gió lạnh. Mọi người chưa từng nhìn thấy cảnh này bao giờ, tất cả đều hoảng sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Trần Văn Học thở dài, thôi xong, lần này xong đời thật rồi. Vốn dĩ tôi còn mong chờ có thể trở nên nổi bật trong nhà nhờ vào lần này, hiện tại, ngay cả tính mạng cũng không thể giữ được. Chú Cố! Anh ta gọi ông lão, chú Cố chạy mau, mặc kệ cháu. Chú quay về nói với mẹ cháu là cháu bất hiếu, không thể làm cho mẹ tự hào. Cố Ngôn Châu tôi là người tham sống sợ chết thế à? Ông lão nói, cậu chủ đừng sợ, đám chó này không có thật, chúng chỉ có thể ăn mòn linh hồn thôi, không thể làm tổn thương cơ thể thật. Cậu ổn định lại tâm trí của mình bằng phương pháp hít thở mà tôi đã dạy, chỉ cần trong lòng vẫn còn tồn tại chính niệm, khí tức toàn thân mạnh mẽ, chúng sẽ không thể làm tổn thương cậu. Nghe ông ta nói thế, Trần Văn Học như bừng tỉnh, vội vàng đứng vững, hai chân hơi tách ra, ưỡn ngực thẳng lưng. Anh ta kéo Lý Dục Thần nói, anh làm theo tôi, có lẽ sẽ có tác dụng, chú ý đến hơi thở của tôi. Lý Dục Thần biết rất rõ làm vậy hoàn toàn vô ích. Nhưng cậu chủ này là một người tốt bụng, đến lúc này rồi mà vẫn có thể nghĩ cho người khác. Cố Ngôn Châu mặt mày căng thẳng, ông ta bước theo hình bát quái, hai tay không ngừng đan vào nhau, quần áo trên người tung bay dù không có gió, mắt nhìn chằm chằm vào những bóng ma lơ lửng và Campos đang ở chính giữa những bóng ma. Đột nhiên có một khuôn mặt há miệng ra để lộ hàng răng trắng bóng, lao thẳng đến chỗ Cố Ngôn Châu. Bàn tay Cố Ngôn Châu dùng sức, nội kình phóng ra ngoài. Một chưởng đánh vào bóng ma mặt người kia. Bóng ma mặt người đó bị ông ta đánh lui nhưng vẫn nghiến răng há miệng trong không trung. Một khuôn mặt khác lập tức lao đến. Cố Ngôn Châu lại đánh một chưởng ra. Khuôn mặt người này cũng bị đánh lùi. Cố Ngôn Châu tiến lên trước một bước, định thừa cơ tiến vào trong đám bóng ma để tấn công Campos. Thế nhưng ngay lúc này một tiếng kêu quái dị vang lên, những mặt người đó lao về phía Cố Ngôn Châu. Cố Ngôn Châu trái đánh phải chặn đám bóng ma lại, chặn bóng ma mặt quỷ bên ngoài thân để đề phòng chúng bổ vào mặt hoặc ngực. Mặt quỷ ngày càng nhiều, sắc mặt Cố Ngôn Châu ngày càng nghiêm trọng, thân pháp cũng dần chậm lại. Ông ta biết rõ cứ tiếp tục thế này, khi nội lực của ông ta cạn kiệt chắc chắn sẽ bị mặt người này nuốt lấy. Những thứ này sẽ gặm nhấm linh hồn của ông ta, lúc đó ông ta sẽ biến thành một cái xác khô. Cách duy nhất là tự kích nổ chân khí. Kích hoạt công năng nhất giáp tử để mở đường, hạ gục Campos thì những oan hồn này sẽ không tấn công nữa và tự tiêu tan. Dĩ nhiên hậu quả của việc làm thế là ông ta sẽ tiêu hao hết công lực, từ nay về sau sẽ trở thành người bình thường, hoặc nghiêm trọng hơn có thể bị đứt gân mạch mà chết. Cậu chủ, tôi không thể tiếp tục được nữa, nếu có thể ra khỏi đây, xin cậu chủ hãy nói với ông chủ, kiếp sau Cố Ngôn Châu tôi sẽ báo đáp lại ân tình của nhà họ Trần. Nói rồi ông ta vung mạnh hai cánh tay lên, dùng hết sức đánh ra hai chưởng ép mặt quỷ ngay trước mặt lùi về sau. Đột nhiên cơ thể ông ta phồng lên, quần áo như được bao phủ bởi một chiếc quạt gió. Mặc dù Trần Văn Học không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng nhận ra có gì không đúng vội gọi, chú Cố, đừng. Anh ta lập tức muốn chạy đến. Một bàn tay bỗng đè lên vai anh ta kéo lại. Trần Văn Học quay đầu lại, anh Lý, anh làm gì thế? Lý Dục Thần lắc đầu nói, anh đừng đến gần, sẽ chết đấy. Nhưng, chú Cố, Trần Văn Học lo lắng nói. Để tôi vậy. Lý Dục Thần vỗ nhẹ vào vai anh ta, sau đó bước lên trước. Trần Văn Học há miệng muốn nói gì nhưng lại không nói thành lời, chỉ sửng sốt nhìn theo. Lý Dục Thần chậm rãi bước đi.
Muốn chết à, Chu Lợi Quân thấy anh bước đến thì hung tợn lớn giọng nói, thầy cam cốt, giết kẻ này trước đã. Oan hồn của một con chó chặn trước mặt Lý Dục Thần. Nó thấp giọng gầm gừ. Nhưng nó lại không tiến lên như thể đang sợ gì đó. Cam cốt lẩm bẩm niệm hai câu, gõ vào trên pháp khí xương đầu. Lại có vài con chó nữa xuất hiện bao vây Lý Dục Thần. Lý Dục Thần vẫn từ tốn tiến từng bước về phía trước. Mọi người đều lo lắng cho anh. Dục Thần. Mã Sơn chạy đến bảo vệ bên cạnh Lý Dục Thần. Trán anh ta ướt đẫm mồ hôi, đối mặt với mấy thứ này, dù là người đánh nhau giỏi đến mấy thì cũng không biết nên ra tay thế nào. Nhưng anh ta tuyệt đối không lùi bước. Cùng lắm là liều mạng, muốn chết cũng chết chung với anh em. Lý Dục Thần dừng lại, mỉm cười với anh ta, anh Mã Sơn, anh quay lại đi, em có thể xử lý. Mã Sơn thấy Lý Dục Thần tự tin như vậy bèn gật đầu. Nhưng anh ta không lùi về sau mà đứng tại đó, lo lắng nhìn theo. Một khi anh em của mình gặp nguy hiểm, anh ta sẽ không do dự mà lao đến. Lý Dục Thần tiếp tục đi về phía trước. Đám linh hồn chó bao vây lấy anh nhưng vẫn giữ khoảng cách, không dám tấn công như thể trên người anh có thứ gì đó khiến chúng sợ hãi. Anh bước đến bên cạnh Cố Ngôn Châu. Lý Dục Thần nhẹ nhàng vỗ vào người ông ta. Cố Ngôn Châu đang vận chuyển chân khí, đã đến cực hạn, ông ta sắp tự nổ rồi. Lý Dục Thần vừa vỗ vào người ông ta, năng lượng như được giải phóng, cơ thể chẳng khác nào quả bóng xì hơi. Ông lão, về chăm sóc cho cậu chủ của ông đi, ở đây cứ giao lại cho tôi. Cố Ngôn Châu nửa tin nửa ngờ. Nhưng lúc này, chân khí của ông ta đã cạn kiệt, sức chiến đấu giảm đi rất nhiều, cũng chỉ còn cách tin tưởng vào Lý Dục Thần. Ông lão gật đầu, lặng lẽ quay về bên cạnh Trần Văn Học. Trần Văn Học thấp giọng hỏi, chú Cố, chú không sao chứ? Cố Ngôn Châu lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lý Dục Thần. Lúc này, những bóng ma lơ lửng trong không trung bao vây bên cạnh Lý Dục Thần. Nhưng chúng giống đám chó kia, dường như cũng đang sợ thứ gì đó nên vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh. Chú Cố, chú nghĩ anh Lý có thể thắng không? Khó nói lắm. Chắc chắn trên người cậu Lý có thứ gì đó xua đuổi được tà ma khiến chúng không thể đến gần, nhưng muốn phá vỡ cục diện này thì nhất định phải chế ngự được thầy Pháp kia. Võ lực của người này không thấp, chẳng những biết phù thuật, mà còn sử dụng ám khí, e là cậu Lý. Cố Ngôn Châu lắc đầu. Cho dù thế nào, người này không chạy trốn một mình cũng đã là nghĩa khí lắm rồi. Nghe Cố Ngôn Châu nói thế, những người bị đám chó vây quanh lập tức nản lòng, cảm giác hôm nay mình chắc chắn phải chết. Họ nghĩ Lý Dục Thần sang đó chỉ là tìm chết mà thôi. Mỗi Cố Ngôn Châu nhìn ra được Lý Dục Thần có thứ gì đó mới khiến anh tự tin như thế, nhưng ông ta cũng chỉ cho rằng trên người anh có mấy thứ như là bùa trừ tà. Chu Lợi Quân mặt mày hung tợn khẽ cười. Tên họ Trần kia, vốn dĩ tôi chỉ muốn lấy một chiếc thuyền từ nhà cậu, tiện thể làm chút kinh doanh ở bến tàu Thân Châu. Là do cậu ép tôi. Ha ha ha, nếu biết thức thời, bây giờ gọi cho bố cậu. Bảo ông ta giao một nửa việc kinh doanh của nhà họ Trần ra đây, tôi sẽ tha cho cậu, ha ha ha. Cố Ngôn Châu nói, cậu chủ, gọi điện đi, tên họ Chu này muốn tiền, để ông chủ ra mặt thì chúng ta vẫn còn cơ hội sống. Trần Văn Học do dự một lúc, sau đó lắc đầu nói, không được, dù có chết cháu cũng không thể để mẹ cháu mất mặt. Nghe thế, Cố Ngôn Châu thở dài, cũng không nói gì thêm. Chu Lợi Quân cười nhạo. Sắp chết đến nơi rồi mà còn sĩ diện, cậu có biết mình sẽ chết rất thảm không? Đến lúc đó tôi sẽ cầm theo chứng từ cá cược có chữ ký của cậu đi tìm bố cậu, ông ta vẫn sẽ đưa cho tôi thuyền và bến tàu. Còn cậu đã chết rồi, ông ta làm sao biết được cho đến lúc chết cậu vẫn bảo vệ thể diện của nhà họ Trần như thế? Nhà họ Trần chỉ cảm thấy cậu là một tên nhu nhược vô dụng, chết rồi cũng là một tên nhu nhược. Ha ha ha! Sắc mặt Trần Văn Học tái nhợt, thân thể run rẩy. Anh ta biết những gì Chu Lợi Quân nói là thật. Nhưng dù như thế, anh ta vẫn không muốn gọi điện thoại cho bố mình. Chỉ có thể thầm nói, mẹ, không thể làm cho mẹ tự hào, con trai rất xin lỗi mẹ. Thầy Cam Pốt, mau giết đám người này cho tôi, phụ nữ, tiền đều là của thầy, Chu Lợi Quân lớn giọng nói. Nhưng Cam Pốt không đáp lời hắn. Thầy Cam Pốt, Chu Lợi Quân quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy sắc mặt Cam Pốt cực kỳ nặng nề, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Dục Thần. Lý Dục Thần đứng cách Cam Pốt không đến 2 mét. Có rất nhiều bóng ma trắng xám lơ lửng xung quanh anh.
Oan hồn của mấy chục con chó cũng xúm lại xung quanh, dày đặc. Campos liên tục niệm thần chú, ngón tay liên tục thay đổi mấy pháp ấn. Lại gõ mấy cái lên cái bát được làm bằng xương đó. Âm thanh vang dội vang vọng, cánh cửa trên không trung ngày càng mở rộng hơn. Có càng nhiều oan hồn lao ra từ trong bóng đêm vô tận đó. Triệu hồi linh hồn, anh không sợ chúng cắn ngược lại mình sao? Lý Dục Thần hỏi. Cậu, không sợ ma quỷ à? Phù thủy Campos ngẩng đầu lên nhìn Lý Dục Thần, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Lý Dục Thần mỉm cười, chỉ có người làm việc thẹn với lòng mới sợ ma quỷ, tại sao tôi phải sợ chứ? Tôi, muốn cậu chết. Đôi mắt Campos hiện lên vẻ hung tàn, gã ta tháo chuỗi hạt châu trên cổ xuống. Cái đầu trên chuỗi hạt châu rất lớn, mỗi cái như thế lớn bằng nắm đấm của trẻ con. Mỗi hạt châu đều được khắc thành hình đầu lâu, đã bị sờ đến bóng loáng nên khi không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra. Campos nắm chặt một hạt châu trong đó, dùng sức bóp. Hạt châu vỡ ra, một làn khói trắng bay lên. Làn khói nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, lơ lửng giữa không trung như âm hồn. Có điều âm hồn này không có đầu. Chẳng mấy chốc, một khuôn mặt bay đến, dán lên trên cổ âm hồn không đầu này, vừa vặn tạo thành một cơ thể. Cơ thể âm hồn chuyển động phát ra tiếng rít chói tai, sau đó nó lao đến chỗ Lý Dục Thần. Điếc không sợ súng. Lý Dục Thần giơ tay lên, lòng bàn tay như đao chém xuống. Một đường đao xuất hiện giữa không trung. Xoẹt một cái, đã chém âm hồn kia ra thành hai mảnh. Đao khí không hề suy giảm, rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng bùm. Một vết đao dài khoảng 2 mét, sâu đến vài tấc hằn lên bề mặt của viên đá cẩm thạch. Đao khí. Cố Ngôn Châu vô cùng kinh hãi. Nội lực phóng ra bên ngoài, chân khí hóa thành đao gươm, đây là tuyệt chiêu tông sư mà. Ông ta đã luyện võ thuật từ nhỏ, khổ luyện cả một đời người cuối cùng cũng đột phá được đến cảnh hóa kình, nhìn qua nhìn lại trong cả thiên hạ, thì cũng được tính là bậc cao thủ. Thế nhưng, để mà so với cảnh giới tông sư thì vẫn còn thua kém xa. Từ hóa kình đến tông sư được ngăn cách nhau bởi một bức tường mà người luyện võ khó có thể vượt qua. Người thanh niên trước mắt này, nhiều lắm cũng chỉ hơn 20 tuổi, sao có thể đã lên được tông sư chứ? Nhưng, mắt thấy tai nghe sao có thể sai được. Cố Ngôn Châu nhìn rất rõ, đường đao khí đó ung dung nhẹ nhàng, nếu không phải tông sư, sao có thể thi triển được chứ? Cho dù là gia chủ nhà họ Cố của ông ta ra tay cũng chưa chắc đã làm được điều đó một cách dễ dàng như thế. Campos cũng sửng sốt vô cùng. Mặc dù gã ta không ở Trung Nguyên, cũng không phải người trong giới võ lâm, không biết danh tông sư là gì. Nhưng có thể vung tay tạo thành đao như thế này thì chắc chắn không phải người bình thường. Campos lộ vẻ hung dữ, bóp nát chuỗi hạt đầu lâu còn lại trong tay. Một màn xương trắng bao trùm khắp căn phòng. Trong chớp mắt, lại hóa thành hàng chục âm hồn không đầu màu trắng cùng với những khuôn mặt đang trôi lơ lửng bên cạnh. Để xem mày có thể đánh được bao nhiêu. Hàng chục âm hồn bắt đầu lao về phía Lý Dục Thần. Lần này, Lý Dục Thần không dùng đao khí nữa, mà đưa tay ra một cách nhẹ nhàng, vung lên không trung một phát. Cả đoàn binh âm hồn kia đều rơi vào trong lòng bàn tay anh, ngưng tụ thành một đám xương dày đặc, xương mù dần dần bốc lên từ ngón tay của anh. Mày! Một vẻ lo sợ hiện ra trong đôi mắt của Campos. Mày là, ai? Ở cao nguyên, mày đã từng nghe thấy thang trời bao giờ chưa? Lý Dục Thần hỏi lại gã ta. Thang trời! Campos lắp bắp với vẻ kinh sợ. Mày từ trên trời xuống hả? Ngay sau đó gã ta lại lắc đầu lia lịa. Không, không, không thể nào. Thang trời, chưa ai lên đó bao giờ cả. Những người này đều là do mày hại chết sao? Lý Dục Thần từ từ mở nắm đấm ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu xương mù màu trắng. Có vô vàn bóng người đang giãy giụa trong đám xương kia. Mày có nghe thấy tiếng than khóc của họ không? Nỗi oán hận từ tận đáy lòng, bọn họ nhất định chết rất thảm. Trước khi bọn họ chết, nhất định đã bị mày giày vò rất lâu, cho nên mới có oán hận lớn như vậy. Nếu như lão tổ của Tạng Vu biết được chúng mày lợi dụng vu thuật mà ông ấy truyền lại để làm ra mấy chuyện quỷ thần đều căm phẫn thế này, không biết sẽ có cảm nghĩ gì đây? Lý Dục Thần vừa nói, vừa tiến từng bước về phía Campos. Campos vừa kinh vừa sợ, không, không phải như vậy, bọn họ đều, sẽ nhận được sự bảo vệ của tao, bất tử mãi mãi, bọn họ sẽ cảm kích tao thôi. Thật sao, thế lát nữa,
để bọn họ cảm ơn mày tử tế nhé. Còn bây giờ, tao sẽ cho mày mở mang kiến thức về ánh sáng chính đạo, pháp thuật chân chính là thế nào. Dứt lời, Lý Dục Thần giơ tay phải lên. Ánh sáng tất yếu. Bỗng nhiên, từ trong không trung, từ bốn phương tám hướng, rất nhiều tia sáng lóe lên bay tới. Dường như, tất cả ánh sáng trên bầu trời bên ngoài căn phòng đều bị Lý Dục Thần hút vào trong lòng bàn tay. Sau đó, bầu trời tối sầm lại, ánh sáng bỗng biến mất. Một mảng tối đen như mực bao phủ cả căn phòng. Chỉ còn quả cầu ánh sáng rực rỡ trong lòng bàn tay Lý Dục Thần. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng nắm chặt tay lại. Quả cầu ánh sáng bị anh bóp nát. Mọi người nghe thấy một tiếng nổ vang trong đầu như sét đánh giữa trời quang. Ánh sáng hiện ra. Từ trong lòng bàn tay Lý Dục Thần, phát ra vô số tia chớp điện. Tất cả đều đánh về phía bóng tối vô tận đằng sau cánh cửa hư không mà Campos đã mở ra khi nãy. Tao nghe thấy bọn họ kêu thảm thiết, trong lòng bọn họ oán hận, nhất định là chết rất thảm. Bọn hắn trước khi chết nhất định là bị mày tra tấn rất lâu, cho nên mới có oán khí to lớn như vậy. Trong bóng tối, vang lên tiếng gào thét của quỷ dữ giống như tiếng than khóc của địa ngục. Một luồng ánh sáng trắng chói mắt hiện ra. Cánh cửa hư không đóng lại và bóng tối vô tận cũng biến mất. Cái sọ trên mặt đất như một cái bát, bụp một tiếng, vỡ thành bốn mảnh. Campos nhìn thấy cảnh này thì lập tức ngã quỵ xuống đất. Trong nhà xưởng rộng lớn này được bao trùm bởi một sự im lặng chết chóc. Không ai phát ra một âm thanh nào, thậm chí một tiếng thở mạnh cũng không có. Chỉ có làn xương trắng trong lòng bàn tay Lý Dục Thần đang cuộn trào. Bóng người trong xương mù dường như đã cảm nhận được điều gì đó, nó giãy giụa vặn vẹo không ngừng, giống như đang muốn thoát ra. Campos, mày biết thế nào gọi là gieo nhân nào gặp quả đó chưa? Không, đừng mà. Campos nhìn vào tay của Lý Dục Thần, trong đôi mắt gã ta tràn đầy sự kinh hoàng. Cầu xin anh, cầu xin tiên nhân trên thăng trời, tha lỗi cho tôi. Campos quỳ rạp xuống đất, dập đầu xin tha. Tội lỗi của mày không thể tha thứ. Lý Dục Thần lật cổ tay. Làn xương trắng kia xả xuống. Cuồn cuộn như thác nước trút xuống. Sương mù ùn ùn tan ra, hóa thành mấy chục bóng người, phát ra tiếng hú hét thê lương. Không. Campos gào lên sợ hãi, chỉ trong nháy mắt gã ta bị bao vây bởi những âm hồn này. Cùng lúc đó, những linh hồn chó xung quanh cũng lao về phía Campos như thể chúng đã nhận được một chỉ dẫn nào đó. Hàng trăm con chó và hàng chục âm hồn, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Chúng gầm gừ, cắn xé. Dù không có cơ thể thật sự, nhưng dường như người ta có thể nhìn thấy da thịt trên người Campos đang bị xé ra từng miếng một. Ngay cả một người tàn nhẫn như Thái Vĩ Dân cũng vô cùng sợ hãi khi nhìn cảnh tượng này. Còn Chu Lập Quân đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt từ lâu rồi. Cũng không biết phải mất bao lâu, cảnh tượng trước mắt kia mới lắng xuống. Âm hồn và khuyển hồn, cả hai đứng ngây tại chỗ. Lý Dục Thần lấy ra một tấm bùa, bọn mày vốn dĩ vô tội nhưng lại phải chịu khổ hình, lưu lại oán niệm tại nhân gian, đúng là khổ trong khổ. Bây giờ tao sẽ siêu độ. Giải thoát khỏi bể khổ, xua tan oán niệm, để bọn mày quay về với trời đất. Nhớ cho kỹ, nỗi khổ của bọn mày không phải tội, là do người gây ra. Sau này nếu đầu thai làm người, thì hãy làm việc thiện, đừng làm hại kẻ khác. Dứt lời, tay anh rung lên, bùa trong tay hóa thành luồng sáng vàng. Ánh sáng vàng bao phủ căn phòng giống như sao rơi đầy trời. Đốm sáng rớt trên thân linh hồn như lớp quần áo màu vàng. Tất cả nhìn về phía Lý Dục Thần. Người quỳ xuống, chó cúi đầu, toàn bộ lộ ra biểu cảm biết ơn. Trong chốc lát, ánh sáng vàng tan biến. Cả căn phòng biến về nơi đầy sinh khí trần gian. Chỉ có Campos nằm trên đất đã biến thành thây khô. Trông vô cùng quỷ dị. Mọi người cảm thấy như đang nằm chiêm bao, không tin những việc vừa xảy ra đều là thật. Cuối cùng, Cố Ngôn Thu là người lên tiếng đầu tiên. Cậu Lý. Hôm nay cậu đã ra tay cứu mạng già của tôi và cậu chủ, sau này nếu cậu Lý cần gì thì cứ tự nhiên mở miệng, Cố Ngôn Thu tôi dù phải liều mạng già thì cũng làm cho bằng được. Trong mắt Trần Văn Học phát ra tia sáng như thể phát hiện đại lục mới. Anh Lý, chuyện hôm nay cảm ơn anh, nhà họ Trần ở Thân Châu thì tôi không dám đảm bảo nhưng từ nay về sau, mạng của Trần Văn Học tôi là của anh. Lý Dục Thần cười nói, không cần nói năng nghiêm trọng như vậy. Giờ phút này, Thái Vĩ Dân mới hoàn hồn.
Gã ta đã hiểu vì sao Lý Dục Thần dám nói ra câu ngạo mạn nếu nhà họ Cha tới tìm mình gây rắc rối thì sẽ làm cho Hải Thành không còn nhà họ Cha nữa. Một người nắm sấm sét trong tay, có thể điều khiển ánh sáng, ngay cả quỷ thần cũng không sợ thì đương nhiên có tư cách nói lời này. Dù thế lực nhà họ Cha có lớn hơn nữa thì cũng không thể chống lại quy luật sống chết. Nếu mọi người đã chết thì còn để ý thế gia hào môn gì nữa. Thái Vĩ Dân cảm thấy rất may mắn là ban đầu mình đã tin lời sáu sẹo mà gọi điện cho Lâm Thiếu Hằng. Tuy thái độ của cậu Lâm rất kỳ quái nhưng gã ta cũng không ngu tới mức đuổi Lý Dục Thần đi hay đối đầu với anh giống sáu sẹo. Gã ta không dám đắc tội con rể nhà họ Lâm, cũng không dám làm mít lòng một người có thể quyết định sống chết của con người. Cậu Lý, hôm nay cảm ơn cậu đã cứu mạng, sau này cậu Lý có chuyện gì thì đó cũng là chuyện của Thái Vĩ Dân tôi. Ở Hòa Thành này, chỉ cần cậu Lý ra lệnh một tiếng, dù là nước sôi lửa bỏng thì tôi cũng nhảy vào. Thái Vĩ Dân nói xong thì đánh mắt ra hiệu cho người xung quanh. Những người này đều là dân giang hồ của Hòa Thành, chiếm hơn phân nửa thế lực ngầm thành phố này. Có ai mà không phải cáo giả, sao có thể không hiểu ý Thái Vĩ Dân? Hôm nay, tuy bị hoảng sợ nhưng có thể quen biết một nhân vật sừng sỏ như Lý Dục Thần thì cũng là một cơ hội tốt, cơ hội thế này đi đâu tìm chứ? Thế nên họ đều bắt chước Thái Vĩ Dân, đồng loạt khom lưng. Hôm nay cảm ơn cậu Lý đã cứu mạng, sau này cậu có chuyện gì thì đó là chuyện của chúng tôi, ở Hòa Thành này, cậu cứ việc ra lệnh. Lý Dục Thần gật đầu, nhìn sang Thái Vĩ Dân. Anh là Thái Vĩ Dân? Vâng. Anh là người của Lâm Thiếu Hằng? Vâng. Thái Vĩ Dân nghe Lý Dục Thần nhắc tới Lâm Thiếu Hằng thì cảm thấy khá tự hào. Cậu Lý là con rể nhà họ Lâm, gã ta là người của Lâm Thiếu Hằng, dĩ nhiên cả hai là người một nhà. Ai ngờ Lý Dục Thần lại đột nhiên quát hỏi. Ai lệnh cho anh ra tay với cô Lâm? Thái Vĩ Dân càng thêm hoảng sợ. Không có, không có. Gã ta mới nói hai tiếng thì mặt Lý Dục Thần đã đằng đằng sát khí, khiến gã ta sợ tới mức chân mềm nhũn, quỳ thụp xuống đất. Vâng, là cậu Lâm sai tôi làm. So với Lâm Thiếu Hằng, Thái Vĩ Dân càng không muốn đắc tội Lý Dục Thần. Lâm Thiếu Hằng chỉ là có tiền có quyền, mà cậu Lý này lại có thể bổ trưởng ra đao, nắm tay thành sét. Đây nào phải là người nữa, là thần rồi. Người có thể đắc tội người nhưng không được mạo phạm thần. Nói dối, cô Lâm là em gái cậu Lâm, sao anh ta phải làm thế? Rõ ràng là anh ôm ý đồ xấu xa, làm chuyện xấu mà còn dám lôi cậu Lâm ra làm bia đỡ à? Lý Dục Thần túm cổ áo Thái Vĩ Dân. Thái Vĩ Dân vội vàng phủ nhận, không không, cậu Lý, tôi không nói dối, thật sự là do cậu Lâm sai phái tôi làm, anh ta bảo tôi theo dõi cô Lâm, tìm cơ hội bắt cóc Tống Tiền. Tại sao phải bắt cóc Tống Tiền? Tôi cũng không biết, tôi chỉ làm theo lệnh của cậu Lâm, không dám không nghe. Cuối cùng Thái Vĩ Dân cũng hiểu ra vì sao thái độ của cậu Lâm lúc gọi điện lại quái lạ như thế. Vợ hoặc vợ chưa cưới của cậu Lý này rất có thể là cô Lâm. Mà cậu Lâm lại muốn hại cô Lâm. Càng nghĩ, Thái Vĩ Dân càng sợ hãi. May mà hai tên tay sai không thành công. Lúc ấy gã ta còn tức giận, cảm thấy hai tên đàn em quá ngu, chẳng những thất bại mà còn khiến bản thân tật nguyền. Giờ nghĩ lại, ngu thì ngu, giữ mạng được là nhờ Bồ Tát độ trì rồi. Cậu Lý, tôi thật sự không biết, đều do cậu Lâm ra lệnh, xin cậu Lý tha cho tôi một lần. Lý Dục Thần cũng đã hiểu, anh biết Thái Vĩ Dân nói thật. Xem ra mâu thuẫn trong nhà họ Lâm rất nghiêm trọng. Nhưng chuyện của nhà họ Lâm thì anh không tiện nhúng tay. Vấn đề hiện tại là phải biết được mục đích của Lâm Thiếu Hằng là gì, còn muốn làm gì. Chuyện mây đen bao phủ nhà họ Lâm có liên quan tới anh ta hay không? Còn bát tự của ông cụ Lâm, có phải là người này lộ ra hay không? Nếu là Lâm Thiếu Hằng, vậy anh ta có chết cũng chưa hết tội. Lý Dục Thần buông tay, nâng Thái Vĩ Dân dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo đối phương. Tha cho anh cũng được nhưng anh biết nên làm sao rồi chứ? Biết, biết ạ, sau này tôi không dám qua lại với nhà họ Lâm nữa. Không, anh vẫn là người của nhà họ Lâm, anh cũng có thể tiếp tục hợp tác với Lâm Thiếu Hằng. Lý Dục Thần nói tiếp, nhưng anh chỉ có thể là người của tôi. Thái Vĩ Dân mừng rỡ nói, cậu Lý, tôi biết nên làm như thế nào rồi. Lý Dục Thần gật đầu nói tốt, về sau có chuyện gì có thể đến tiệm cơm thân dân tìm tôi, hoặc là đến quán Ba Lam Kiều tìm người anh em Mã Sơn của tôi. Vâng, cậu Lý. Được rồi, cứ như vậy,
mọi người nên làm gì làm đi. À đúng rồi, trường trọi chó này của anh tốt nhất đừng mở nữa, tích chút âm đức. Vâng vâng, anh không nói, tôi cũng sẽ đóng cửa chỗ này. Thái Vĩ Dân thật sự sợ rồi. Tiếp tục mở cửa, gã ta sợ mấy con chó sẽ đến lấy mạng gã. Cậu Lý, xử lý hắn ta thế nào? Thái Vĩ Dân chỉ vào Chu Lợi Quân đang nằm sụi lơ trên ghế, hỏi. Lý Dục Thần liếc nhìn một cái, nói cứ làm theo quy tắc của anh đi. Được ngay. Thái Vĩ Dân giống như nhận được thánh chỉ, vớ lấy con dao bầu ở bên cạnh. Có Lý Dục Thần vị thần này làm chỗ dựa, gã ta mới không sợ cái gì ông lớn Vũ Châu. Chu Lợi Quân, mày nói xem, mày muốn giữ tay trái, hay là tay phải? Chu Lợi Quân quỳ sụp xuống, cầu xin. Cậu Lý, đại sư Lý, tôi có mắt không tròng, có mắt như mù. Cầu xin cậu, tha cho tôi đi. Lý Dục Thần không thèm liếc nhìn lấy một cái, anh xử lý xong rồi, thì giao người cho cậu Trần. Nói xong, anh liền bỏ đi không ngoảnh lại. Phía sau truyền đến tiếng Chu Lợi Quân kêu thảm thiết như giết lợn. Từ trường đấu chó đi ra thì trời đã tối. Mã Sơn đặc biệt hưng phấn, cười suốt cả quãng đường lái xe. Người anh em, không, anh Lý, về sau anh gọi em là anh. Mã Sơn đã hoàn toàn tin phục Lý Dục Thần. Ai có một người anh em như vậy, cũng đều cảm thấy nở mày nở mặt. Anh Mã Sơn, anh lại nói đùa rồi, từ nhỏ anh chính là đại ca của em và Đinh Hương. Anh gọi như vậy, là gạt hết tình anh em của chúng ta rồi, Lý Dục Thần nói. Mã Sơn cười ha ha, không phải là do anh kích động quá sao? Người anh em, mấy đòn vừa rồi em đánh ra rốt cuộc là cái gì, võ công, hay là pháp thuật? Có cả hai. Ha, thật lợi hại, Mã Sơn cực kỳ hâm mộ. Lý Dục Thần cười nói, thực ra anh Mã Sơn à, thân thủ của anh cũng không tồi, từ nhỏ, những lúc đánh nhau anh chưa từng thua mà. Nếu có người chỉ điểm một chút, anh cũng sẽ rất lợi hại. Mã Sơn vỗ đùi, nghiêng mặt nhìn Lý Dục Thần, đúng vậy, sao anh lại không nghĩ đến? Em lợi hại như vậy, anh bái em làm thầy, em dạy công phu cho anh đi. Lý Dục Thần vốn cũng nghĩ như vậy. Lần này xuống núi, cũng không biết có thể dạo chơi hồng trần bao lâu. Huống chi thân gánh huyết hải thâm thù, không thể ở lại thành phố Hòa. Người anh không yên tâm nhất chính là Đinh Hương. Cô bé kia rất ngây thơ. Lúc anh không có đây, cũng chỉ Mã Sơn có thể bảo vệ cô. Nền tảng của Mã Sơn không tồi, là nhân tài luyện võ. Tuy rằng tuổi tác đã qua thời kỳ bồi dưỡng tốt nhất, nhưng Lý Dục Thần là đệ tử Thiên Đô, tổ đình tiên môn thiên hạ. Chút chuyện này không thể làm khó anh. Mặt khác, hôm nay anh phách lối như vậy, thật ra cũng là lót đường cho Mã Sơn. Có nhiều lúc cần dùng đến thế lực ngầm giống như Thái Vĩ Dân, nhưng Lý Dục Thần không thể ngày ngày giao thiệp với những người này. Về sau những người này sẽ để Mã Sơn quản lý. Anh Mã Sơn, em có thể dạy anh công phu, nhưng chúng ta vẫn là anh em, anh đừng nói cái gì mà bái sư, bằng không em sẽ không dạy anh nữa. Được, anh biết rồi. Chúng ta vĩnh viễn là anh em. Mã Sơn cười ha ha. Anh ta là người nóng vội, liền hỏi, vậy khi nào em bắt đầu dạy anh? Lý Dục Thần nói, luyện võ cần phải chuẩn bị rất nhiều, trước tiên em cần luyện chế một vài đan dược cho anh, giúp anh bù đắp những kỹ năng cơ bản còn thiếu khi còn trẻ. Sau đó, luyện võ cũng muốn có sân bãi. Khi chúng ta mua nhà, anh có thể cân nhắc một chút, tốt nhất là chọn chỗ có sân vườn, hoặc là sân thượng. Mã Sơn vỗ mạnh tay lái, nguy rồi. Làm sao vậy? Lý Dục Thần hỏi. Tiền của chúng ta, Mã Sơn nói, 1.400.000 tệ đều đã cược em thắng, tiền vẫn ở chỗ thái đầu to. Nói xong anh ta liền đánh tay lái, chuẩn bị quay đầu trở về. Lý Dục Thần cười nói, vội cái gì, tiền ở chỗ Thái Vĩ Dân thì cũng sẽ không mất. Yên tâm đi, không cần chúng ta đi lấy, gã ta cũng sẽ ngoan ngoãn đem tiền đến. Mã Sơn vẫn có hơi lo lắng, dù sao đời này anh ta chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, vừa mới có tiền, không nắm trong tay thì người cứ luôn cảm thấy không vững bụng. Ngộ nhỡ thằng cha này chơi xỏ thì làm sao? Anh biết gã ta sợ em, nhưng nếu gã ta chạy trốn thì sao? Lý Dục Thần tự tin nói, gã ta không thể trốn thoát. Em cố tình không cầm tiền, Mã Sơn đã hơi hiểu ra, lại tựa hồ không hiểu. Lý Dục Thần cười cười. Nói, sau lưng thái đầu to là Lâm Thiếu Hằng, hiện tại em vẫn chưa biết rốt cuộc nhà họ Lâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Thiếu Hằng chắc chắn có vấn đề.
Thái đầu to đi theo Lâm Thiếu Hằng cũng không phải ngày một ngày hai, muốn gã ta đột nhiên đổi phe là việc cần dũng khí và khả năng quan sát. Hôm nay gã ta đáp ứng em, cũng không phải gã ta quyết đoán, mà là gã ta sợ em. Em để tiền lại chỗ gã ta, chính là muốn nhìn xem tiếp theo gã ta sẽ làm thế nào. Nếu gã ta ở phía sau giở trò, hoặc là trốn đi im lặng quan sát, vậy đừng trách em không khách khí. Mã Sơn nói, anh hiểu, nên em cố tình giao ông chủ Chu cho đối phương xử lý, thái đầu to chém tay ông chủ Chu nhất định sẽ trả thù. Nếu thái đầu to thông minh thì sẽ theo phe chúng ta, bởi vì Lâm Thiếu Hằng không bảo vệ được gã ta. Lý Dục Thần đột nhiên nhận ra trừ nghĩa khí khi đánh nhau, Mã Sơn còn khá thông minh. Anh Mã Sơn, sắp tới em sẽ hơi bận, chuyện mua nhà phiền anh để ý dùm. Không thành vấn đề, những chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho anh, đám thái vĩ dân, hoàng tam không sạch sẽ, sau này để anh giao tiếp với họ, em là cậu chủ lý, chỉ cần làm việc lớn, đừng để mất giá. Mã Sơn nhanh chóng định vị được vị trí của mình. Trở lại chỗ ở thì đã là rạng sáng. Mã Sơn ngừng xe, cùng Lý Dục Thần đi vào nhà. Từ xa họ đã thấy một bóng dáng mảnh mai đang đứng trong bóng tối, ánh trăng chiếu lên thân hình khiến cô gái mông lung như tiên nữ. Đinh Hương! Lý Dục Thần vội chạy từ từ qua. Sao khuya thế này rồi mà chưa ngủ, đứng ngoài này mũi chích đấy. Đinh Hương thấy họ về thì vẻ mặt lo lắng cũng biến mất, vui vẻ nói, hai người về là tốt rồi. Em đứng đây là để chờ bọn anh à? Đúng vậy, Đinh Hương nói, anh Mã Sơn buôn bán buổi tối cũng hay về muộn thế này nhưng anh Dục Thần mới tới thành phố Hòa, không quen biết nhiều, khuya vậy mà chưa về nên em lo lắng. Vậy sao em không gọi điện cho anh? Em sợ anh đang bận chuyện quan trọng, lỡ đâu quấy rầy cũng không tốt, em chỉ gửi WeChat chứ không gọi điện. Em gửi WeChat cho anh à? Lý Dục Thần vội lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên trên icon WeChat có dấu chấm đỏ nhắc nhở. Anh vừa dùng điện thoại thông minh nên chưa có thói quen kiểm tra điện thoại thường xuyên, hôm nay ở chỗ trọ chó xảy ra quá nhiều việc nên không chú ý là có tin nhắn. Có 3 tin nhắn, 2 là do Đinh Hương gửi. Anh Dục Thần, anh ở đâu? Cũng trễ quá, phải chú ý an toàn, em có nấu bữa khuya chờ anh về ăn. Lý Dục Thần nói, bé ngốc, sau này đừng thức khuya chờ anh nữa. Đinh Hương bĩu môi lẩm bẩm, khuya vậy mà còn không chịu về, người ta lo chứ sao? Lý Dục Thần xoa đầu Đinh Hương, chẳng phải anh về rồi à? Được rồi, em nấu món gì ngon, anh và anh Mã Sơn đều đói meo rồi đây. Lúc này Đinh Hương mới vui vẻ trở lại, em nướng đùi dê, anh Dục Thần còn nhớ không? Lúc còn bé, chỗ chúng ta có một cửa hàng thịt nướng Tây Bắc, món ngon nhất ở đó là đùi dê nướng. Anh và anh Mã Sơn để dành rất lâu mới mua được 3 cái. Chúng ta ngửi một cái, mùi thơm quá chừng, em còn nhớ rõ. Đinh Hương vừa đi vừa ríu rít chuyện ngày bé. Lý Dục Thần và Mã Sơn nhìn nhau cười. 3 cái đùi dê là phải góp tiền mua. Đừng nói là họ không có tiền, dù có thì khi ấy cũng không thể ăn uống xa xỉ như vậy. 3 cái đùi dê đó là họ trộm. Nhưng họ không dám nói ra, sợ Đinh Hương tức giận, sợ ông nội trách mắng. Sau đó anh và Mã Sơn còn dùng một chậu rửa mặt bể đựng một nước, tiến hành nghi thức rửa tay chậu vàng. Họ từng thề dưới ánh trăng là sau này phải nhặt thật nhiều phế liệu để bán, kiếm được nhiều tiền, quang minh chính đại ăn đùi dê nướng. Thế giới khi đó của họ đơn thuần cỡ nào? Mười mấy năm qua đi, họ đã không còn nhớ lời thề kia. Thời đại thay đổi, người cũng đổi thay, mơ ước cũng chẳng còn như xưa. Chỉ có Đinh Hương vẫn ngây thơ trong sáng như vậy, vẫn là đóa hoa mới chớm nở ngày đó. Về căn nhà nhỏ của Đinh Hương, Lý Dục Thần vừa gặm đùi dê nướng vừa lật xem WeChat. Trừ tin nhắn của Đinh Hương, còn một cái là do Lâm Mộng Đình gửi. Chỉ có vài chữ, có đó không? Lý Dục Thần còn chưa có quen cách dùng từ trên mạng hiện đại, không hiểu có đó không nghĩa là gì. Anh suy nghĩ nếu mình đáp không ở thì chắc chắn là sai rồi. Không ở thì sao trả lời? Chỉ cần trả lời thì phải ở, vậy đáp ở thì lại hơi dư thừa. Nghĩ cả buổi anh mới nhắn lại. Đang ăn đồ nướng. Sau đó anh nhận được phản hồi của Lâm Mộng Đình. Tôi cũng muốn. Lý Dục Thần nghĩ rồi trả lời. Gặp ở chỗ cũ. Sau đó anh tiếp tục gặm đùi dê. Tới khi gặm sạch sẽ 6 đùi dê mà Đinh Hương mua, anh mới cùng Mã Sơn về căn phòng cách vách. Về chỗ ở của Mã Sơn, Lý Dục Thần mới nói. Em có hẹn với cô Lâm đi ăn đồ nướng.
Mã Sơn kinh ngạc, giơ ngón cái với anh, Dục Thần, em giỏi quá nha. Lý Dục Thần nói, anh có số của Hoàng Tam thì nghĩ cách để Thái Vĩ Dân biết chuyện em có hẹn với cô Lâm đi. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình hẹn gặp nhau tại chỗ cũ. Trời đã khuya, quán nướng chỉ còn lác đác vài người. Lý Dục Thần đứng từ xa đã nhìn thấy Lâm Mộng Đình ngồi ở cái bàn lần trước họ ngồi. Anh đi qua, kéo ghế ra ngồi xuống. Rõ ràng Lâm Mộng Đình không được thoải mái như lần trước, cô nhìn anh rồi cúi đầu. Lý Dục Thần cũng không biết nói gì cho phải, thấy cô chưa gọi món, bèn hỏi cô muốn ăn gì không. Lâm Mộng Đình mới ngẩng đầu lên, đáp giống như lần trước đi. Lý Dục Thần gọi ông chủ quán, giống như lần trước nhé. Khi Lâm Mộng Đình muốn ngăn anh lại thì đã không kịp. Hả? Chủ quán chố mắt ra, lần trước, hai cô cậu là ai thế? Lâm Mộng Đình không nhịn cười được, nhỏ giọng nói, đồ đần này, làm sao ông chủ nhớ chúng ta từng ăn cái gì chứ? Lý Dục Thần tỏ vẻ ấm ức, vậy tôi cũng đâu có nhớ, đã ăn hết vào bụng rồi còn gì? Lâm Mộng Đình phì cười, thôi để tôi gọi cho. Cô đứng dậy đi đến chỗ giá chọn đồ ăn, cầm lấy rổ, sau đó đi chọn món. Lý Dục Thần nhìn theo bóng lưng của cô, không tự giác được mà bật cười. Phải công nhận Lâm Mộng Đình là một cô gái xinh đẹp điển hình. Bạn sẽ rất khó tìm ra được khuyết điểm từ trên người cô. Ngoại hình, vóc dáng, khí chất, không có cái nào là không hoàn hảo. Khí chất của cô tựa như bẩm sinh, không phải vì cô là cô cả nhà họ Lâm. Dù hôm nay cô chỉ mặc quần short jean bình thường và giày thể thao trắng, như thế cũng chẳng thể che giấu được vẻ đẹp không gì sánh bằng của cô. Đôi chân cô rất dài và trắng, mái tóc đen xõa tung sau lưng như đám mây bồng bềnh. Chỉ nhìn bóng lưng thôi đã có thể khiến đàn ông suy nghĩ mơ màng. Hầu hết những người đàn ông khác đang uống rượu trong quán đều dán mắt vào cô. Bao gồm cả ông chủ quán đang nướng đồ ăn. Xiên nướng bốc khói đen, một mùi khét nồng nặc tỏa ra. Bà chủ quán đánh thật mạnh vào cánh tay để trần của ông ta, tiếng đánh nghe thôi đã thấy đau rồi. Ông chủ run rẩy, lúc này mới chờ xiên nướng trong tay, quét thêm ít dầu để át đi mùi khét khó ngửi. Lý Dục Thần ngửi thấy được mùi vị của cuộc sống. Dường như anh đã hiểu được hồng trần là thứ gì. Mùi đồ nướng, mùi bia, mùi hôi thối của rác rưởi ven đường. Những cô gái xinh đẹp, những người đàn ông say mềm. Chuyện đề cử, mưu đồ dụ dỗ kết hôn rồi dụ dỗ em. Những ánh mắt háo sắc, ghen tị đan xen với nhau. Đèn neon trên những tấm biển hiệu, và cả ánh sao sáng lập lòe trên bầu trời. Cái đẹp, cái xấu. Cái thiện, cái ác. Luôn luôn trộn lẫn với nhau. Đây chính là cuộc sống. Sư phụ từng nói rằng hồng trần là bể khổ, nhưng con người lại thích đắm chìm trong đó, sung sướng như tiên. Bây giờ anh đã biết rõ, mọi người thích chìm đắm trong đó không phải vì không biết khổ, mà bởi vì hồng trần là một chiếc lưới, bạn không thể nào thoát ra khỏi nó được. Biết sẽ khổ nhưng lại không thể trốn thoát, vậy thì cũng chỉ còn cách đắm chìm trong bể khổ thôi. Mùa hè vào đêm khuya vẫn nóng nực, nhưng thỉnh thoảng vẫn có gió man mát thổi qua làm cho người ta cảm thấy hết sức khoan khoái. Những người còn đang uống rượu mua say ở khu chợ đêm này có ai không chìm đắm trong bể khổ để làm thú vui đâu. Lâm Mộng Đình quay lại, trông thấy ánh mắt thẫn thờ của Lý Dục Thần, cô hỏi, anh đang nhìn gì vậy? Nhìn cô đó, Lý Dục Thần trả lời. Tôi có gì đáng nhìn đâu. Cô quay đầu lại nhìn xem, mấy tên đàn ông ở đây có ai mà không đang nhìn cô chứ? Lâm Mộng Đình ngẩn ra, lúc này mới chú ý đang có rất nhiều người nhìn mình. Cô cúi đầu nhìn lại bản thân vài lần để xác nhận mình mặc quần áo đúng chưa, sau đó nằm sấp xuống bàn. Nhỏ giọng hỏi, trên người tôi không có gì chứ? Lý Dục Thần đáp, có đấy. Ê, có gì cơ? Sự xinh đẹp. Lâm Mộng Đình đỏ mặt, lườm anh cũng tầm thường thế à? Đây là thế gian còn được gọi là nhân gian, không tầm thường sao được. Lý Dục Thần xòe hai tay ra, tôi cũng muốn ở lại trên núi Tiêu Dao lắm, ngặt nỗi còn cái hôn ước này, muốn chạy cũng không chạy được. Nghe anh nói thế, mặt Lâm Mộng Đình càng đỏ hơn. Tại sao lần trước anh không nói? Nói cái gì? Thì chuyện hôn ước ấy. Chẳng phải hôm đó tôi đã nói với cô tôi là chồng chưa cưới của cô rồi sao? Hở? Lâm Mộng Đình sửng sốt, sau đó mới nhớ quả thật ngày hôm đó Lý Dục Thần đã từng nói như vậy. Lúc đó cô chỉ nghĩ là nói đùa. Anh,
Lâm Mộng Đình do dự một lúc, ngày hôm đó anh tới để hủy hôn thật hả? Lý Dục Thần thành thật gật đầu, đúng vậy. Vì sao thế? Hai chúng ta chưa gặp mặt nhau lần nào, nhưng chính vì tờ giấy này mà bị ràng buộc với nhau, điều này không công bằng. Chỉ vì lời hứa hẹn của hai cụ năm xưa mà phải hy sinh hạnh phúc cả đời của hai người trẻ tuổi, cô có chấp nhận được không? Lâm Mộng Đình lắc đầu, nói thật nhé, tôi không chấp nhận được. Trước giờ tôi không biết có chuyện này, ngày hôm đó nghe nói xong, tôi đã ở nhà nổi khùng một trận. Nói xong, cô đột nhiên bật cười, có điều tôi cũng không ngờ người đó sẽ là anh. Nếu như không phải tôi, cô sẽ làm thế nào? Phản đối đến cùng thôi. Vậy còn nếu người đó là một anh chàng đẹp trai, phóng khoáng, giỏi giang, văn võ song toàn, có tài trị nước, lại còn có xuất thân phi phàm thì sao? Thôi đi, làm sao có người này được? Ví dụ thôi mà. Bất kể anh ta là ai, Lâm Mộng Đình nghiêm mặt, tôi sẽ không bao giờ ở bên người mà tôi không thích, cho dù anh ta có hoàn hảo như thế, cho dù ông nội tôi có ép buộc tôi đi nữa. Lý Dục Thần thở dài, hầy, xem ra cô sẽ không thích tôi rồi. Là sao, Lâm Mộng Đình không hiểu. Lý Dục Thần chống cằm bằng một tay, cười như không cười, hỏi, chẳng lẽ cô không nhìn ra người mà tôi vừa nhắc đến chính là tôi sao? Lâm Mộng Đình không nhịn được cười ra tiếng, cô nhìn Lý Dục Thần, càng nhìn càng thấy buồn cười, đành phải che miệng, cười không dừng lại được. Tôi nói thật mà, Lý Dục Thần nghiêm trang nói. Lâm Mộng Đình cười xua tay, xin anh đấy, đừng chọc tôi cười nữa. Mấy cái khác anh nói thì cũng thôi, nhưng văn võ song toàn, có tài trị nước, cái này hơi quá rồi thì phải. Nói vậy nghĩa là cô thừa nhận tôi đẹp trai, phóng khoáng, giỏi giang phải không, Lý Dục Thần cười hỏi. Lâm Mộng Đình chợt phát hiện ra mặt của anh chàng này không phải dày một cách bình thường. Rốt cuộc trước đây anh làm nghề gì thế? Nhặt ve chai. Thôi đi, mới vừa rồi còn bảo mình xuất thân phi phàm cơ mà. Lúc này chủ quán mang xiên nướng đã chín qua cho họ, vừa khéo nghe thấy những gì họ nói, bèn lên tiếng phản biện. Xuất thân phi phàm đâu có mâu thuẫn với nhặt ve chai, từ bỏ thân phận cao quý để kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai, đây mới gọi là phi phàm đó. Giống như tôi nè, tôi cũng xuất thân phi phàm, nhưng nó đâu có ảnh hưởng tới việc tôi bán đồ nướng, đúng không? Ông chủ cười quay đi, trước khi đi còn nháy mắt với Lý Dục Thần. Lý Dục Thần giơ ngón cái lên với ông ấy. Lâm Mộng Đình suy tư. Lý Dục Thần cũng không quấy rầy cô, cầm xiên thịt trên bàn lên ăn. Anh vừa ăn vừa nói, thế gian này chỉ có đồ ăn ngon là không thể bỏ bê thôi. Lâm Mộng Đình nhìn anh bằng ánh mắt có phần ai oán. Cô cũng cầm lấy một cây xiên nướng, nhẹ nhàng đưa tới bên miệng, nhưng lại không ăn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.